Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 301, Hành hung lục tầm thượng 1. Trong Hồng Thiên học viện, nếu nói ai hiểu rõ thương pháp nhất, tuyệt đối là hắn, không thể nghi ngờ. Từ lúc còn nhỏ hắn liền bắt đầu luyện thương, ngày qua ngày, năm lại năm. Từ lâu hắn đã dung nhập món binh khí này vào sinh mạng, dung nhập vào máu. Nhưng dù vậy, khoảng cách với thương ý vẫn còn xa vạn dặm. Vốn tưởng rằng loại ý cảnh này chỉ là lời đồn đại hư vô mờ mịt, đời này cũng không có cách nào đạt được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại nhìn thấy ở trên người một thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi ở ngay trước mặt mình. Mặc dù hắn ngưng luyện ra tới thương ý, chỉ là nguyên thủy nhất, hình thức ban đầu đơn giản nhất, cách đại thành chân chính còn có một khoảng cách rất lớn, lại giống cây non. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, nó tuyệt đối có thể khỏe mạnh trưởng thành, trở thành cây đại thụ che trời. Hắn làm sao làm được? Trước đó thấy Mạc Hiểu chưa so đấu đã trực tiếp chịu thua, hắn cảm thấy đúng là sỉ nhục thương pháp của vương gia, khiến cho hắn không xuống đài được. Bây giờ hắn mới biết, chiêu này vừa ra, thương pháp vương gia gì đó, cao thủ thương pháp gì đó, đều là cặn bã. Một chiêu ẩn chứa thương ý, các chiêu số khác ở trước mặt nó, không bất kỳ ngăn cản nào khả năng. Thậm chí, cho dù hắn đột nhiên gặp phải, cũng không có cách nào chống lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như tu vi của Trịnh Dương này và hắn không chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn có thể một thương giết chết. Lẽ nào, chiêu số phụ thân học là cái này? Trong lòng chấn động, Vương Siêu đột nhiên nhớ tới một việc. Khoảng thời gian trước, phụ thân hắn Vương Sùng bỏ ra cái giá trên trời, bái sư học một chiêu thương pháp, mấy ngày qua cả ngày bế quan, dự định lĩnh ngộ thương ý. Trước đó hắn vẫn cảm thấy rốt cuộc là thương pháp gì có thể giá trị với số tiền này. Nay nhìn thấy được chiêu này của Trịnh Dương, hắn mới hiểu được. Nếu thật sự là chiêu này, đừng nói 300 vạn kim tệ, cho dù 1.000 vạn, 2.000 vạn, táng ra bại sản cũng đáng. Trước đó, quản gia từng nói qua, người dạy thương pháp cho phụ thân hắn, hình như là một vị luyện đan sư. Hắn không để ý, bây giờ thấy đám người Âu Dương hội trưởng đích thân tới, nói muốn quan sát Trương đan sư so tài. Chẳng lẽ chính là vị Trương Huyền lão sư này? Thân thể hắn thoáng lảo đảo một cái, có kích động muốn phun ra máu. Trương lão sư đối với ta có nghĩa nửa lão sư, chiêu thương pháp này đã truyền thụ cho ta. Sau đó nhìn thấy hắn, phải gọi là sư tổ, hoặc ra ra. Lắc đầu, đang muốn vứt bỏ ý nghĩ buồn chán này, hắn chợt nghe được một giọng nói uy nghiêm vang lên. Hắn lập tức nhìn thấy được phụ thân của mình, đi nhanh tới trước mặt. Đánh giá sư giả chấn động như vậy, cho dù là Vương Sùng cũng không nhịn được nữa đến đây quan sát cuộc chiến. Sư tổ, ra ra. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, Vương Siêu khóc. Không chỉ hắn có bộ dạng này, dưới đài lúc này cũng lặng ngắt như tờ. Người hiểu rõ tình hình trước đó còn trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt muốn phát điên. Hắn tuy rằng không nhận ra được thương ý, nhưng thấy Trịnh Dương một thương phá hỏng bàn long thủ, hắn đã biết, nhất định là đạt tới loại cảnh giới này. Học viên 16, 7 tuổi, lĩnh ngộ chân ý của binh khí. Trên thế giới làm sao có thể có chuyện biến thái như vậy? Mà lão sư truyền thụ thương pháp cho hắn, lại phải đáng sợ tới mức nào? Xem ra Mạc Hiểu chịu thua cũng không phải là nhường bằng hữu tốt, mà là thật sự không chống đỡ được. Đúng vậy, chiêu này đừng nói võ giả tam trọng, cho dù võ giả tứ trọng cũng không có khả năng chống đỡ. Thật là chiêu số lợi hại, thực sự do Trương lão sư dạy sao? Trương lão sư, không chỉ có thân pháp, cước pháp, quyền pháp lợi hại, thương pháp cũng mạnh như vậy sao? Tất cả học sinh đều ngây người ra tại chỗ. Mấy ngày không gặp, hắn lại tiến bộ. Mạc Hiểu ở một bên, thân thể run lên. Khi lại nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt hắn có một loại khát vọng và hướng tới cũng không kìm chế được. Trong lòng hắn chỉ có một âm thanh. Nhất định phải bái hắn làm sư. Đáng giận. Bàn long thủ bị Trịnh Dương một thương phá vỡ, trong lòng Lục Tầm khó chịu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, rít gào một tiếng. Hắn đang muốn đối phó với Trịnh Dương có chút kiệt sức, liền nghe được một âm thanh nặng nề, cách đó không xa. Lưu Dương một quyền công kích đến. Cùng thời khắc đó, Vương Dĩnh cũng giống như quỷ mị, xuất hiện ở cách đó không xa, lao vút lên không trung, một cước đánh tới. Lại nữa, một quyền một cước mang theo tiếng gió xé rách không khí còn chưa đến trước mặt, toàn thân hắn chợt ớn lạnh. Uy lực của hai chiêu này tuy rằng không bằng một thương kia, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu thật sự bị đánh trúng, cho dù là loại thân thể cường hãn này của hắn,
chỉ sợ cũng phải sẽ bị thương nhẹ. Hừ, sắc mặt khó coi, thân thể hắn thoáng một cái, giống như bươm bướm xuyên qua bụi hoa, lui về phía sau hai bước. Võ kỹ hồ điệp bộ, quỷ mị lướt nhẹ, hồ điệp xuyên hoa. Né tránh một quyền một cước, hắn đang muốn làm ra phản kích, lại cảm thấy toàn thân chợt ớn lạnh, hình như rơi vào trong hầm băng. Ngay sau đó thấy trước mắt chợt hoa lên, một thiếu nữ xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện ở phạm vi tầm nhìn. Đồng thời một tay ngọc trơn nhẵn không tì vết chút nào, đi tới trước ngực. Đồng tử hắn co lại, tuy rằng khẩn trương, nhưng dù sao Lục Tầm cũng là cường giả ích huyệt cảnh đỉnh phong, bản thân trải qua trăm trận chiến, hai tay lật một lần, kết thành dáng vẻ trưởng ấn, tiến lên nghênh đón. Võ kỹ phiên tháp ấn, tiện tay lật tháp, đất rung núi chuyển. Phiên tháp ấn và bàn tay của đối phương va chạm vào nhau. Thân thể Triệu Nhã run lên, bay ngược về phía sau. Nàng chỉ là đỉnh lực cảnh đỉnh phong, cùng Lục Tầm ích huyệt cảnh đỉnh phong có chênh lệch rất lớn. Chỉ có điều, Lục Tầm cũng không quá tốt, bàn tay của Triệu Nhã có chân khí vào tới, mang theo một luồng thuần âm cực lạnh, khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Hắn lui lại ba bước, vẫn cảm thấy toàn thân lạnh giá. Thậm chí, một chân khí lạnh như băng xâm nhập kinh mạch, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể loại trừ. Năm người, sáu lần công kích, Lục Tầm chỉ tiến lên một chiêu, lui lại 11 bước. Mọi người xung quanh, mỗi một người trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều im lặng. Đây chính là Lục Tầm lão sư sao kim đứng đầu của Hồng Thiên Học Viện, tu vi toàn thân không nói lão sư trong học viện, cho dù là ích huyệt cảnh, muốn thắng hắn, gần như không có khả năng. Cho dù như vậy, hắn vẫn bị mấy tiểu tử chỉ có võ giả nhị trọng, võ giả ngũ trọng đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt không thể tin được. Đây chính là trận pháp hợp kích của bọn họ. Chương 302, hành hung Lục Tầm thượng 2. Sớm biết rằng đám người Triệu Nhã lặng lẽ luyện tập hợp kích, chỉ có điều trước đó chưa bao giờ thấy bọn họ thi triển qua. Lúc này vừa thấy, chân mày Trương Huyền hơi nhíu lại. Rất tốt, nói thật, ta thực sự coi thường các ngươi. Các ngươi liên hợp lại, quả thật có tư cách khiêu chiến ta. Điều Hòa hơi thở, nhìn thấy được mình lại bị mấy tiểu bối ép đến phải liên tục ra tuyệt chiêu, không ngừng lui về phía sau, Lục Tầm lại không khinh thường như trước nữa, ngược lại mang theo sự nghiêm trọng. Có tư cách, ta cũng cảm thấy có. Lục lão sư, ngươi xem, chúng ta đã cùng ngươi giao đấu, cũng coi như thay Trương lão sư chút giận. Nếu không như vậy, tính là không phân thắng bại, không tiếp tục nữa, để tránh lưỡng bại câu thương. Viên Đào cười hì hì nói vừa đi về phía trước. Không phân thắng bại. Lục Tầm hừ lạnh. Các ngươi công kích tuy rằng mới mẻ, lần đầu tiên thi triển, có thể khiến cho ta kiêng kỵ. Chỉ có điều, hiện tại tất cả đã lộ ra ở trước mặt ta, cũng lại vô dụng. Hắn nói rất đúng. Năm người tuy rằng công kích cũng không yếu, nhưng không có chống đỡ được chiêu số tiếp sau, cơ bản đều một chiêu mới lạ, đối phó với cùng cấp bậc, cường giả bình thường còn tạm được. Nhưng đối phó với Lục Tầm loại lão sư có tiềm lực trở thành danh sư này mà nói, lại không được. Dù sao bất kể là khả năng quan sát hay là lý giải đối với võ kỹ của hắn, năm người đều còn xa mới bằng được. Ngươi nói rất đúng, như vậy đi, nếu không, ta và bọn họ thương lượng một chút, chúng ta chịu thua. Trên mặt Viên Đào đầy dầu dĩ, lại tiến về phía trước. Thấy chỉ còn cách Lục Tầm có vài bước, hai hàng lông mày chợt nâng lên, thoáng cái vọt tới. Hừ, còn tới. Có chuyện của Khổng Kiệt, Lục Tầm đã sớm chú ý tới người này. Thấy hắn lại vọt tới, hắn hừ lạnh một tiếng. Người đụng ta lần đầu tiên, ta không đề phòng, lui hai bước, xem như là bị hại. Lần thứ hai, sử dụng bàn long thủ đã có thể dễ dàng chống đỡ, lại còn không biết hối cải, muốn đến lần thứ ba. Cũng quá coi thường ta. Ánh mắt hắn lộ ra một cảm giác lạnh lẽo. Hắn cũng không tránh né, bàn tay giơ lên, lại muốn giảm bớt lực xông tới của người này. Chỉ có điều còn chưa có tiếp xúc, đã thấy Viên Đào đột nhiên ngừng lại. Cánh tay mở ra, chợt ôm chặt. Lần này biến chiêu nhanh chóng, hắn căn bản không nghĩ tới. Hơn nữa, cho dù nghĩ đến cũng không thể tin được. Làm gì có chuyện, thời điểm chiến đấu, chạy tới ôm người. Răng rắc. Trong nháy mắt, người béo mập lại hoàn toàn ôm chặt lấy hắn, hai tay ôm chặt lại cùng một chỗ. Ngươi. Đường đường là lão sư bị một học sinh ôm lấy, khuôn mặt Lục Tầm khó coi, thân thể lắc một cái, đụng vào người béo mập. Một tiếng động khẽ vang lên. Lần va chạm này, lực lượng không thua kém gì nắm đấm của hắn.
cho dù là cường giả ích huyệt cảnh bình thường, sợ rằng cũng phải phun ra máu tươi. Nhưng người béo mập ôm lấy hắn, thân thể tự nhiên chấn động, hai tay siết chặt lại hoàn toàn không có chút thả lỏng nào. Va chạm lợi hại như vậy, không ngờ hắn cứng rắn chịu đựng. Phòng ngự thật là lợi hại. Đồng tử Lục Tầm co lại. Lúc này, có ngốc cũng biết, người béo mập trước mắt này cường đại không phải va chạm, mà là phòng ngự. Trước đó không ngờ có sơ sót. Mau ra tay. Siết chặt lấy Lục Tầm, Viên Đào hét lớn một tiếng. Bù. Tiếng hét còn chưa có kết thúc, một thanh trường thương lại gào thét lao đến, trực tiếp đâm tới. Đáng giận. Thấy thương này tới hung bạo mạnh mẽ, một khi bị đâm trúng, cũng sẽ bị thương, Lục Tầm rít gào một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất một cái. Kinh khí cường đại, tác dụng với mặt đất, hắn mang theo Viên Đào, cứng rắn lên cao ba thước, tránh thoát một chiêu chắc phải giết. Xuống đây cho ta. Chỉ có điều, tránh thoát được thương pháp, lại tránh không thoát được một quyền của Lưu Dương. Theo tiếng hừ lạnh, quyền pháp Thiên Đạo lao lên trời cao, không sai lệch, đánh vào trên lưng của hắn. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp tục như vậy, làm không tốt thật sự sẽ thua trong tay đám tiểu bối này. Phun ra máu tươi, lông mày Lục Tầm giật loạn, gần như điên cuồng. Nếu như không nghĩ biện pháp thoát khỏi tên mập này, cứ bị hắn ôm lấy, sợ rằng ngày hôm nay thật sự phải thua. Năm học sinh này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, nhưng tu luyện võ kỹ thật sự quá quỷ dị. Mỗi một chiêu chỉ cần đánh chúng, mặc dù là hắn, cũng có phần không chống đỡ nổi. Buông tay cho ta. Gầm lên giận dữ, khuỷu tay phải hung hăng thúc về phía Viên Đào ở sau lưng. Lần này hắn sử dụng tròn 10 thành khí lực, dựa vào thân thể và lực lượng của hắn, sắt thép cũng có thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Khuỷu tay với lực lượng 10 phần, rơi vào trước ngực Viên Đào. Phù. Sắc mặt Viên Đào nhất thời đỏ lên. Chỉ có điều, trên người đau đớn mãnh liệt, hắn vẫn không buông tay. Dường như toàn thân hắn biến thành một dây xích cực lớn, khóa chặt đối phương, dù chết cũng không sẽ buông ra. Ngươi! Không nghĩ tới một khuỷu tay thúc lợi hại như vậy, đối phương cũng không thả, Lục Tầm tức giận đồng thời cũng có phần kinh ngạc. Người này làm gì phải so tài, quả thực chính là liều mạng. Ở trong một thoáng thất thần này, một bàn chân hung hăng rơi vào ngực. Cùng thời khắc đó, đôi tay ngọc trắng ngần hoàn mỹ, cũng rơi xuống. Ầm ầm, hai tiếng động vang lên, ngực Lục Tầm khó chịu, bay ngược ra. Chương 303, hành hung Lục Tầm, hạ 1. Viên Đào ở sau lưng hắn, nhận lực lượng gần 80%, dù vậy, vẫn không có buông tay, khóa chặt lấy hắn. Đây là cách đấu gì vậy? Hắn không muốn sống nữa sao? Cứ như vậy chết đi sao? Sẽ không đâu. Phòng ngự của hắn rất mạnh, cho dù thực lực như Lục Tầm lão sư vậy, muốn phá vỡ, cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Rất hiển nhiên, đám người Triệu Nhã chắc chắn sẽ không để cho hắn có thời gian. Nhìn thấy được Viên Đào liều chết ôm hạt, hình như ngay cả sống chết cũng không quan tâm, khóe miệng tất cả mọi người giật một cái. Chỉ là một lần so tài, cần phải liều mạng như vậy sao? Loại tình huống này, một khi Lục Tầm phát điên, thật sự sẽ bị đánh chết. Ầm ầm ầm. Trong lúc mọi người đang chấn động kinh ngạc, Lục Tầm cũng không nhàn rỗi. Khuỷu tay hắn không ngừng đánh về phía trước ngực của Viên Đào. Mỗi một lần đều mang theo 10 phần lực lượng, khiến cho sắc mặt Viên Đào càng lúc càng trắng. Mặc dù hắn có huyết mạch Long Tê, lại chỉ kích hoạt được 1/10. Phòng ngự trước một ít cường giả đỉnh lực cảnh không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng đối mặt với loại thân thể như Lục Tầm, thực lực ích huyệt cảnh đỉnh phong đều có sức lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn cũng có phần không đủ lực. Mau ra tay. Cố gắng chịu đựng đau đớn mãnh liệt trên người, Viên Đào cắn răng gào thét. Ầm ầm. Âm thanh còn chưa có kết thúc, một thanh trường thương đã phá không đến. Vừa rồi Trịnh Dương không đâm trúng, lúc này được ăn cả ngã về không, thương pháp Thiên Đạo được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trường thương ở dưới thương tăng cường, giống như một sao băng rơi xuống, trực tiếp đâm tới. Đáng giận. Đồng tử lại co lại. Lục Tầm chợt lui về phía sau. Dù vậy, ngực hắn vẫn có máu tươi bay ra. Hắn bị trường thương đâm tới, tạo thành một vết thương. Dừng lại cho ta. Ngay sau đó, bóng người thoáng một hiện. Triệu Nhã lại xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay lật một lần, giống như từ trên trời cao hạ xuống, thiên địa đổ nát. Võ kỹ thương khung lạc che phủ tám phương, uy chấn khắp nơi. Năm học sinh của Trương Huyền, nếu nói ai có điều kiện tốt nhất,
tuyệt đối không phải là Vương Dĩnh, mà là Triệu Nhã. Phụ thân là thành chủ của Bạch Ngọc Thành, bá chủ một phương, địa vị gần với Thẩm Truy bệ hạ. Các loại võ kỹ, tài nguyên gì cần có đều có. Chiêu Thương Khung Lạc này chính là một trong những chiêu số công kích mạnh nhất của Bạch Ngọc Thành. Trước đó, tu vi của nàng thấp không có cách nào tu luyện. Thể chất thuần âm kích hoạt, tu vi đạt được đỉnh lực cảnh đỉnh phong, còn cường đại hơn rất nhiều lão sư bình thường. Chiêu này tất nhiên cũng có thể tu luyện và thi triển. Không hổ danh là tuyệt chiêu công kích nổi danh của Bạch Ngọc Thành, còn chưa có hạ xuống, khí lạnh âm u lạnh lẽo lại khiến xung quanh đều đông cứng. Hừ, hai tay bị ôm lấy, không có cách nào chống đỡ, Lục Tầm cũng không nóng vội. Chân khí trong cơ thể hắn tuôn ra, toàn thân đột nhiên xoay tròn tại chỗ nửa vòng, vừa chuyển xuống dưới, viên đào chắn ở trước mặt hắn, thành tấm lá chắn thịt. Nếu như Triệu Nhã tiếp tục đánh tiếp, tất nhiên Thương Khung Lạc sẽ đánh vào trên người đồng bạn. Lục Tầm lão sư đây là, không cần mặt mũi nữa sao? Đúng vậy, chiến đấu cùng học sinh, không ngờ lấy học sinh làm tấm lá chắn thịt. Vô sỉ. Thật ra từ điểm đó cũng có thể nói rõ, mấy học sinh này quả thật mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không đến mức không để ý tới danh dự làm như vậy. Lục Tầm lão sư có thực lực ích huyệt cảnh đỉnh phong. Trong đám trưởng lão của học viện, hắn cũng xếp hạng thứ nhất, thứ hai, tự nhiên bị năm học viên mới chỉ học hơn nửa tháng ép thành như vậy, quá kinh khủng. Triệu Nhã bọn họ muốn giành thắng lợi rất khó. Dụng viên đào làm tấm lá chắn thịt, ném chuột sợ vỡ bình, không dám động thủ. Nếu như viên đào buông tay, Lục lão sư dựa vào tốc độ và thân pháp, mấy người này muốn đuổi theo cũng không có khả năng. Có người sáng suốt nhìn ra được vấn đề. Trước đó, Lục lão sư e ngại thân phận, không thể thi triển ra tất cả thủ đoạn. Lúc này hắn bị ép, trực tiếp lấy viên đào làm tấm lá chắn thịt. Mấy người này đánh cũng không được, không đánh cũng không được, lại rơi vào hạ phong. Mau nhìn kìa, Triệu Nhã không ngờ không có dừng công kích. Thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng không có cách nào nữa, Thương Khung Lạc của Triệu Nhã không ngờ hoàn toàn không có dừng lại chút nào, trực tiếp rơi vào trên người viên đào. Bù! Giống như đánh vào rơm rạ, ở trên lớp da, không xuất hiện âm thanh quá lớn. Hình như ở thời điểm cuối cùng Triệu Nhã thu hồi lực lượng, rơi vào trên người viên đào chỉ đơn thuần là bàn tay. Xem ra là thu hồi lực lượng, nếu không viên đào trước sau bị công kích, khẳng định không chịu nổi. Một người cảm thán. Chỉ có điều, còn chưa nói dứt lời, một người kinh ngạc kêu lên. Không đúng, các ngươi nhìn Lục Tầm lão sư. Mọi người vội vàng nhìn lại về phía Lục lão sư. Vừa nhìn tới, đồng tử tất cả đều co lại. Chỉ thấy ở dưới một trường của Triệu Nhã, Lục lão sư bị viên đào ôm lấy, thân thể không nhịn được run rẩy một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch. Rất rõ ràng, công kích rơi vào trên thân người phía trước, trên thực tế rơi xuống trên người hắn. Là biến hóa của Thương Khung Lạc, Thương Khung Trụy. Triệu Phong thành chủ bất chợt đứng phát dậy, hai mắt lộ vẻ khó tin. Thương Khung Trụy, có thể cách không đả thương người. Chỉ có điều tu luyện hết sức phức tạp, không chỉ phải nhận đủ loại thống khổ. Quan trọng nhất chính là, từ khi tu luyện tới lúc luyện thành, ít nhất phải đánh ra gần 10 vạn lần công kích. Tiểu Nhã, kích thích thể chất, chỉ có 4 ngày, đã luyện được thành công. Mấy ngày qua con, thừa nhận đau đớn thế nào? Cách không đả thương người. Khó có thể luyện thành, cho dù có thiên phú, cũng cần ngày lại ngày không ngừng tìm kiếm, không ngừng luyện tập. Theo dự đoán bảo thủ nhất, chiêu này cũng cần không ngừng đánh ra 10 vạn lần, mới có thể có thành tựu. Thời gian 4 ngày ngắn ngủi, luyện tập 10 vạn lần. Nữ nhi này của hắn rốt cuộc từng trải qua những gì? Chương 304, Hành Hung Lục Tầm hạ 2. Lại là cái gì khiến cho nàng kiên trì được? Dù sao, thời gian ngắn như vậy. Lặp lại động tác tương tự khô khan, cho dù là hắn năm đó, cũng thiếu chút nữa không chịu đựng được, huống gì là một thiếu nữ chỉ có 16, 17 tuổi. Là thắng lợi. Diêu Hàn ở một bên, viền mắt nhất thời đỏ lên, nói. Mấy ngày qua đau đớn của tiểu thư, trong mắt hắn đều nhìn thấy, biết nàng từng trải qua những gì. Trước đây, nàng tu luyện cũng không khắc khổ, thậm chí còn có chút do dự. Bằng không, đường đường là phủ thành chủ, nhiều võ kỹ. Công pháp cao thâm như vậy, nhiều cao thủ như vậy chỉ điểm, cho dù bởi vì thể chất ảnh hưởng, rất khó tiến bước, cũng không đến mức 16, 17 tuổi, mới là võ giả nhất trọng. Vốn tưởng rằng tiểu thư tu luyện võ kỹ Thương Khung Lạc có độ khó cao như vậy, sẽ không kiên trì nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng không chỉ kiên trì.
còn vượt xa so với sự tưởng tượng. Thắng lợi. Triệu Phong thành chủ nhìn qua. Đúng, nàng muốn thắng lợi vì Trương lão sư, bởi vì đám hài tử này, không muốn thua. Không muốn thua. Ba chữ đơn giản, khiến cho Triệu Phong thành chủ lại nhìn về phía năm người, càng lúc càng nghiêm trọng. Làm thành chủ, làm người tu luyện, hắn biết độ khó khi tu luyện, tự nhiên cũng hiểu rõ năm thiếu nữ mới nhập môn hơn nửa tháng, rốt cuộc từng trải qua đau khổ thế nào, mới có khả năng cùng người đường đường là lão sư sao kim đánh tới không phân thắng bại. Thậm chí làm cho hắn cũng không cần mặt mũi. Vị Trương lão sư này rốt cuộc có ma lực gì, có thể khiến cho tiểu nhã phát sinh loại biến hóa này, có thể để cho những học sinh này, đoàn kết, tín nhiệm lẫn nhau như vậy. Lại nhìn về phía Trương lão sư cách đó không xa, trong mắt Triệu Phong thành chủ đầy vẻ kính trọng. Nữ nhi của mình, hắn biết rất rõ ràng, nửa tháng ngắn ngủi lại phát ra biến hóa này, rất rõ ràng là công lao của vị Trương lão sư này. Hơn nữa, cái mấy học sinh này gọi là trận pháp, tuy rằng thô sơ, lại phối hợp vô cùng ăn ý. Mượn vừa rồi làm ví dụ, thương khung trụy của Triệu Nhã còn chưa có tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần viên đào chống lại, có lẽ có thể không có cách nào đánh cho Lục Tầm bị thương, trái lại tổn thương đến bản thân hắn. Đối với công kích lợi hại như thế, hắn không có phòng ngự chút nào. Điều này cần độ tín nhiệm bao nhiêu mới có thể làm được. Xung quanh chấn động kinh ngạc không có một tiếng động, Lục Tầm trốn ở phía sau lưng viên đào, sắc mặt cũng xanh dần, toàn thân hoàn toàn phát điên. Vốn tưởng rằng những tiểu tử này chỉ biết một chiêu mới mẻ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ biết nhiều như vậy, hơn nữa, ngay cả mạng cũng không cần. Vì thắng được mình, cái gì cũng không quan tâm. Cố nén cảm giác lạnh giá trên người, Lục Tầm lại lui về phía sau. Bù! Còn chưa có lùi lại được hai bước, bóng người trước mắt hoa một cái. Một nữ tử khác xuất hiện ở trước mắt hắn. Vương Dĩnh. Thời khắc này, Vương Dĩnh không rụt rè giống như khi chiến đấu cùng Đỗ Lỗi, ngược lại mang theo sự kiên nghị và không chịu thua. Một chân đạp tới. Trước có Vương Dĩnh, sau có Triệu Nhã, Lục Tầm lại không có cách nào né tránh, chân khí phát ra, cơ bắp toàn thân thoáng cái căng thẳng. Một cước đạp trúng ngực, Lục Tầm chỉ cảm thấy một lực mạnh kéo tới. Ngực thoáng khó chịu, toàn thân lại bay ngược ra. Lực lượng một cước này lực lượng đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải bản thân có kinh nghiệm, hắn cũng không thể tin được, một thiếu nữ thoạt nhìn nhu nhược như vậy, lại có thể bạo phát ra lực công kích cường đại như vậy. Thảo nào Đỗ Lỗi bị đạp một cước bay ra ngoài, thiếu chút nữa chết. Nhà đầu kia tu luyện cước pháp, quả nhiên xưa nay hiếm thấy, khiến người ta thán phục. Bịch bịch, lại ngã trên mặt đất, ngực Lục Tầm khó chịu. Liên tục bị đánh trúng vài lần, cho dù hắn có phòng ngự vô địch, lực lượng siêu cường, cũng có phần không chịu được. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch. Vốn tưởng rằng đánh bại mấy học sinh sẽ dễ như trở bàn tay. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới làm cho hắn thảm như vậy. Người buông tay cho ta. Biết liên tục bị công kích một hồi như vậy, ngay cả chống đỡ cũng làm không được, đều bởi vì bị viên đào này ôm lấy, ánh mắt Lục Tầm thoáng sửng sốt, rít gào một tiếng. Chân khí ngưng tụ trên đỉnh đầu, hung hăng đập về phía viên đào. Đầu va chạm vào nhau, viên đào chỉ cảm thấy trong đầu chợt choáng váng, trên trán phun ra máu tươi. Hắn có phòng ngự rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể chịu được công kích của đỉnh lực cảnh. Chân khí của đối phương ngưng tụ, lại thêm thân thể không thể yếu hơn hắn, thoáng cái liền bị thương không nhẹ. Muốn thoát khỏi ta, nằm mơ đi, ta chết cũng sẽ không buông tay. Đầu óc choáng váng, mặt bị máu tươi nhuộm đỏ, viên đào ngược lại càng cứng rắn hơn. Hắn rít gào một tiếng, lực lượng trên cánh tay không những không có buông ra, ngược lại càng vững chắc hơn, giống như khẩn cô chú vậy. Lục Tầm mệt tới thở không nổi. Đáng giận, người không sợ chết sao? Cứ đụng như vậy, người sẽ chết. Thấy như vậy người này cũng không buông tay, Lục Tầm chán nản. Hắn có lực công kích cường đại như thế, cho dù phòng ngự của đối phương không tệ, nếu thật sự tiếp tục đụng tới nữa, nhất định có thể đập chết đối phương. Lẽ nào người này thật sự không sợ chết? Trong lòng hắn chấn động, đang nghĩ có nên đụng chết người này hay không, liền nghe được một tiếng gió cắt qua da, kinh khí cuồng bạo, đâm thẳng đến. Một thanh trường thương dừng lại ở trước cổ họng hắn. Trịnh Dương đã sớm canh giữ ở chỗ này, thấy tinh thần hắn không giữ được, thương pháp thiên đạo phối hợp với thương ý, trong thời gian nháy mắt lại đi đến trước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng cổ họng của hắn. Trường thương giống như mũi tên, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Dáng người Trịnh Dương thẳng tắp,
hai mắt sáng như điện. Lục lão sư, ngươi thua rồi. Chương 305, còn không gọi thúc. 1. Ta thua, còn quá sớm đi. Nhìn thấy được trường thương trước mắt, Lục Tầm chỉ cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt xông thẳng trong đầu. Hắn rít gào một tiếng, cắn chặt răng, vọt mạnh tới phía trước. Sao? Không nghĩ tới hắn lao vọt về phía mũi thương của mình, Trịnh Dương trong sự sững sốt, không nhịn được thu cánh tay lại. Vừa thu lại, hắn liền mất đi tiên cơ, bàn chân Lục Tầm giẫm trên mặt đất, bắn mạnh lên. Huyễn ảnh cửu cung bộ thi triển ra, giống như biến thành ảo ảnh, trong thời gian nháy mắt đi tới trước mặt Trịnh Dương, đụng vào người. Hiện tại hắn bị viên đào liều chết ôm lấy, hai tay đều bị khóa lại, chỉ có thể dựa vào chiêu này. Phụt. Không nghĩ tới thương đã rơi vào trên cổ đối phương, hắn còn không biết xấu hổ phản kháng, Trịnh Dương hoàn toàn không có chút đề phòng, thoáng cái bị đánh vào trên ngực, sắc mặt nhất thời đỏ lên, máu tươi điên cuồng phun ra, đồng thời toàn thân bay ngược ra. Quá vô sỉ. Đường đường là lão sư sao kim của học viện, sao có thể làm như vậy được? Đáng giận. Thấy Lục Tầm không nhận thua, xung quanh cũng ổ lên một hồi. Không thể tha thứ được. Thấy hắn đã thua, còn muốn phản kháng, thậm chí đánh cho Trịnh Dương bị thương, Triệu Nhã tức giận, mặt thoáng ửng đỏ. Bóng người nàng thoáng lắc một cái, đã đi tới trước mặt. Tay ngọc lật một cái, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Nàng từ nhỏ đi học kiếm pháp, am hiểu sử dụng kiếm. Bởi vì mấy người bao vây tấn công, nàng vẫn chưa lấy ra. Lúc này thấy vị Lục lão sư mình đã từng sùng bái, làm ra chuyện vô sỉ như vậy, nàng không thể tiếp tục kìm chế được. Ong! Trường kiếm lao vút lên trời cao, lúc ẩn lúc hiện giống như bức tranh vẽ. Võ kỹ Lạc Nhật kiếm pháp giống như sông lớn cuồn cuộn không ngừng, như mặt trời chiều bốc cháy. Hừ! Hai tay bị khóa chặt, Lục Tầm hừ lạnh, thân thể chợt nhảy lên, một cước đá về phía thân kiếm. Lần ứng biến này, bất kể từ một điểm nào, cũng có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Đáng tiếc, hắn vẫn xem thường viên đào đang ôm hắn từ phía sau. Trịnh Dương bị thương, cũng kích phát huyết tính của hắn. Hắn rít gào một tiếng. Xuống đây cho ta. Thân thể to béo, giống như là biến thành tảng đá nặng nề. Lục Tầm vừa nhảy lên, lại không ngừng rơi xuống. Lần này rơi xuống, một cước này của hắn không những đá không trúng trường kiếm, còn có thể bởi vì mất đi cân bằng, làm không tốt sẽ bị một kiếm đâm thủng ngực. A, biến cố đột ngột xuất hiện, Lục Tầm hiển nhiên cũng không phán đoán đến điểm ấy. Đồng tử hắn co lại muốn tránh né, nhưng không tránh nổi nữa. Bù, mắt thấy lại sắp xảy ra tai nạn chết người, không chết cũng bị thương, một bóng người đột ngột xuất hiện ở giữa hai người, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ong, một tiếng động vang lên, trường kiếm trong tay Triệu Nhã lại cầm không được nữa, bay thẳng ra ngoài, cắm nghiêng trên mặt đất cách đó không xa. Lão sư, bị bắn rơi trường kiếm, Triệu Nhã đang muốn tức giận. Khi nhìn thấy rõ bộ dáng của đối phương, nàng lập tức ôm quyền. Người tới chính là Trương Huyền. Hắn nhìn ra, hai bên đã đánh tới nổi trận lôi đình, không kịp ngăn cản nữa. Làm không tốt, ngày hôm nay khẳng định xảy ra chuyện lớn. Đá rơi trường kiếm của Triệu Nhã, hắn đi tới trước mặt Trịnh Dương, rót một luồng chân khí vào trong đó. Hắn phát hiện thương thế không nặng, chỉ cần phối hợp đan dược. Tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại nhìn về phía viên đào. Ngươi cũng xuống đi. Vâng. Lúc này viên đào mới buông hai tay đang nắm chặt, đặt mông ngồi dưới đất. Tuy rằng hắn chỉ ôm lấy đối phương một hồi, vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra trong năm người hắn mệt nhất, cực khổ nhất, bị thương cũng nặng nhất. Nếu không phải vì kích hoạt huyết mạch long tê, phòng ngự vô địch, chỉ sợ hắn đã sớm không chịu nổi công kích hung bạo, hôn mê. Lão sư, điều chỉnh một lát, năm người khôi phục lại, kéo thân thể mệt mỏi, đi tới trước mặt. Tuy rằng đã không còn khí lực, lại trong mắt mỗi người lộ ra vẻ hưng phấn. Trước khi chiến đấu, bọn họ cũng không cảm thấy mình có thể chiến thắng. Kết quả lại bất ngờ làm được, đường đường là lão sư sao kim, tự nhiên bị bọn họ đánh cho thảm như vậy. Bất kể nói thế nào, trong lòng bọn họ vẫn rất tự hào. Vốn tưởng rằng chỉ giúp lão sư chút giận, lại phát hiện ra những gì học được trong hơn nửa tháng, có thể được vài câu khích lệ, lại thấy Trương lão sư trước mắt, sắc mặt thâm trầm đáng sợ. Một ngọn lửa giận không ngừng xoay quanh ở trong mắt hắn. Lão sư, thấy bộ dạng này của hắn, đám người Trịnh Dương đầy nghi ngờ.
có phải cảm thấy ta chắc hẳn phải khích lệ các ngươi hay không? Trương Huyền nhìn qua, giống như gió bão tập trung lại. Chúng ta, 5 người vò đầu, vốn tưởng rằng cố ý gạt ta, luyện trận pháp hợp kích gì lợi hại. Tới đây, tất cả qua nói cho ta biết, đây là thứ gì? Trương Huyền rít gào, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trận pháp này không tốt sao? Đây tính là trận pháp hợp kích cao cấp nhất trong Thiên Huyền Vương quốc sao? Nghe được lý do hắn tức giận, tất cả mọi người đờ ra. Trận pháp hợp kích này, cho dù ở trong Thiên Huyền Vương quốc đều sắp hạng sát đầu. Dù sao, mượn trận pháp này, một võ giả ngũ trọng, bốn nhị trọng, đánh bại một vị cường giả ích huyệt cảnh đỉnh phong, chiến tích tuyệt đối nghịch thiên. Như vậy lại còn không hài lòng. Nói là, thứ gì đây? Chương 306, còn không gọi thuốc. 2. Lục Tầm ở một bên thật vất vả trấn tĩnh lại, ngực càng khó chịu, thiếu chút nữa khống chế được thương thế, một ngụm máu tươi phun ra. Có nhầm hay không? Cái trận pháp hợp kích này khiến cho hắn thiếu chút nữa tắt thở, lại còn không hài lòng. Thế nào, không phục sao, tốt lắm, ta lại bắt đầu nói từ chiêu thứ nhất. Viên đào nhằm phía Lục lão sư, lúc này nếu như Trịnh Dương ở vị trí này ra tay, sử dụng thương pháp ta dạy của ngươi tiến hành phong tỏa, uy lực so với trực tiếp tấn công có thể tăng lên gấp đôi. Lưu Dương ở chỗ này ra quyền, toàn thân ngồi xổm xuống ba tấc, đúng lúc né tránh chỗ sơ hở, muốn tránh cũng tránh không thoát. Còn có Triệu Nhã, Phương Dĩnh, các nàng đang ngủ sao? Nếu như lần lượt đứng ở một trong hai vị trí đó, các nàng cảm thấy, hắn còn có thể chạy thoát sao? Không để ý tới vẻ giật mình của mọi người, Trương Huyền vung ống tay áo, tiện tay vẽ ra trận pháp hợp kích này ở trên mặt đất, chỉ ra mấy chỗ. Lục Tầm vốn đang nghi ngờ, nhìn thấy được vài điểm hắn chỉ tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đối phương nói không sai. Nếu như vừa rồi mấy người này đứng dựa theo chỗ hắn nói, đồng thời cùng ra tay, cho dù là hắn, căn bản cũng né tránh không ra. Chí ít sẽ bị đồng thời đánh trúng ba chiêu. Mấy tiểu tử kia đánh trúng một chiêu đã khiến hắn hộc máu. Liên tiếp đánh trúng ba chiêu, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh, khẳng định cũng không chịu được. Không để ý tới sự run rẩy của hắn, Trương Huyền mở miệng không ngừng, ngón tay lại điểm tới. Chiêu thứ hai, Viên Đào ôm lấy Lục lão sư. Vốn là cơ hội tốt nhất. Nếu như Lưu Dương ở chỗ này công kích, Phương Dĩnh chậm lại ba lần hít thở mới ra tay, Triệu Nhã cũng đừng do dự, ở lần hít thở thứ bảy phong tỏa đường lui, các ngươi còn có thể bị thương sao? Một người bị thương cũng không có, hắn sẽ chịu thua. Càng nói Trương Huyền càng tức giận. Đám tiểu tử này thực sự làm quá loạn. Vốn tưởng rằng học được trận pháp hợp kích lợi hại gì, khiến cho hắn yên tâm tâm. Ai biết lại là trăm ngàn chỗ hở. Đều là thứ gì vậy? Cái này cũng gọi là trận pháp hợp kích sao? Chỉ cần những nà này sớm tìm mình chỉ điểm vài câu, ngày hôm nay cũng sẽ không có một người nào bị thương, hơn nữa còn có thể đánh cho Lục Tầm giống như chó chết. Nào có như bây giờ còn có tinh lực phản kháng, chết sống không nhận thua. Càng không thể nào bị thương tới vài người, chật vật như vậy. Điều này, nghe được giải thích của hắn, toàn thân Lục Tầm rét run. Người khác có thể rất khó nhìn những gì hắn chỉ điểm. Nhưng làm người trong cuộc, tự mình cùng mấy học sinh này đối chiến, biết sự đáng sợ trong những gì hắn thuận miệng nói ra. Nếu như mấy người này vừa rồi thật sự làm như vậy, kết quả sẽ giống như hắn nói, một người bị thương không có, mình sẽ biến thành đầu heo. Lẽ nào vị Trương Huyền này còn hiểu được trận pháp? Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, tốc độ nhanh như vậy, liếc mắt hắn liền nhìn ra chỗ thiếu hụt trong trận pháp hợp kích của bọn họ, cũng làm ra phân công tối ưu. Thật hay giả vậy? Làm sao làm được? Môi chợt khô khốc, thân thể Lục Tầm run rẩy. Vốn cùng mấy người này đối chiến, hắn đã cảm thấy đối phương phối hợp rất khá. Dù thế nào cũng không nghĩ tới lại có nhiều chỗ sơ hở như vậy, nhiều vấn đề như vậy. Mà một khi bổ sung mấy vấn đề này, cho dù toàn thân hắn có tu vi ích huyệt cảnh, cũng không có cách nào chống lại. Trận pháp hợp kích lợi hại, không phải thêm một hai cấp, mà chẳng khác nào ba cấp, bốn cấp. Viên Đào am hiểu phòng ngự. Là tấm lá chắn kiên cố nhất. Trường thương của Trịnh Dương công kích, là mũi tên sắc bén nhất. Triệu Nhã từ trong đó trấn thủ, các loại thủ đoạn ùn ùn. Thân pháp của Vương Dĩnh ảo diệu, xuyên tới xuyên lui. Lưu Dương có lực quyền vô địch, thu vào đánh ra kết hợp. Dựa theo trận pháp hợp kích trước đó, 5 người tối đa chỉ có thể phát huy 7 hoặc 8 uy lực. Nếu làm dựa theo vị Trương lão sư này chỉ điểm, tuyệt đối có thể phát huy ra hơn 10, thậm chí 20 phần lực lượng.
Loại uy lực này, cho dù là thông huyền cảnh sơ kỳ cũng không nhất định có thể ngăn cản được, huống gì hắn chỉ là ích huyệt cảnh đỉnh phong. Đáng sợ. Hay lắm, mặc dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, lại nói hết tinh túy của trận pháp. Lẽ nào vị Trương đan sư này cũng hiểu biết rất nhiều đối với trận pháp? Trong mắt nhìn thấy tất cả những gì Trương Huyền chỉ điểm, Lưu Lăng hoàn toàn không thể tin được. Trận pháp sư, luyện đan sư đều thuộc về tồn tại đỉnh phong nhất trong chức nghiệp thượng cửu lưu. Mỗi một loại đều cao thâm huyền bí, từng tuổi này trở thành luyện đan sư chính thức đã rất lợi hại. Trận pháp cũng hiểu. Ta nói những điều này, các người đều hiểu chứ? Không để ý tới xung quanh đang chấn động kinh ngạc lặng ngắt như tờ, Trương Huyền quát mắng tất cả năm vị học viên, nhìn quanh một vòng. Vâng. Năm người cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Cái trận pháp hợp kích này là do Triệu Nhã cầm tới, thuộc về loại cao cấp nhất của Bạch Ngọc Thành. Vốn tưởng rằng nó hoàn mỹ không tì vết, uy lực rất mạnh. Nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, nhiều chỗ sơ hở như vậy. Chỉ có điều, trải qua Trương lão sư chỉ điểm, cùng bản thân mình chiến đấu với người trước đó, bọn họ đã hiểu sâu sắc. Nếu lại thi triển ra, cũng lại thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Hiểu rõ là tốt rồi. Giáo huấn xong mấy người, hai tay Trương Huyền để ra sau lưng, chậm rãi đi trở về chỗ ngồi. Nếu học được, lại đi qua đánh một lần. Lục lão sư không phải không nhận thua sao? Đánh hắn chịu thua mới thôi. À, đánh lại một lần. Năm học sinh đồng thời thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì phun ra máu. Bọn họ cảm thấy mình đã đủ ngoan độc, không nghĩ tới Trương lão sư còn ngoan độc hơn. Ngươi, trước mắt Lục Tầm càng tối sầm lại. Trời ạ, người đã chạy tới, ngăn cản đối phương, chỉ điểm trận pháp, náo loạn một hồi lâu, không phải cảm thấy bọn họ làm không tốt, mà là muốn đùa chết ta sao? Hắn đứng dậy, đang muốn nói chuyện, liền nghe được một giọng nói gấp gáp từ phía xa truyền đến. Vẫn mong Trương đại sư nể tình ta bỏ qua cho tiểu tử này một lần. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Trầm đại sư đi nhanh tới. Phụ thân, thấy phụ thân luôn luôn không tranh với đời. Lúc này đi tới thay hắn mở miệng, Lục Tầm nhất thời siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên. Rời nhà trốn đi, đã nghĩ chứng minh cho phụ thân thấy, không cần phụ thân, hắn cũng có thể lăn lộn ra một mảnh thiên địa mới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại để phụ thân nhìn thấy được thời khắc mình chật vật như vậy. Nhiệt xúc, quỳ xuống. Lục Trầm đại sư lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẫy bàn tay một cái, chỉ về phía Trương Huyền. Còn không gọi thúc. Chương 307, Đại sư huynh 1. Gọi thúc. Bất kể lão sư hay học sinh, đều giống như bị đồng thời bóp chặt cổ. Bảo Lục Tầm gọi Trương Huyền là thúc. Đây là lý luận từ đâu vậy? Ta không nghe nhầm chứ? Lục Trầm đại sư đường đường là đế sư, thân phận cao quý, bảo Lục Tầm gọi là thúc. Không phải nói rõ, Thẩm Truy bệ hạ cũng phải gọi hắn là thúc sao? Có cần kích thích như thế hay không? Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người nhìn về phía bệ hạ ở trên vị trí chủ trì. Quả nhiên sắc mặt hắn cũng có chút không dễ nhìn. Đường đường là quốc vương bệ hạ, người trung niên hơn 40 tuổi thấp hơn một thế hệ so với một tiểu tử chưa đủ 20 tuổi. Đổi lại thành ai, cũng không sẽ cao hứng. Gọi hắn, là thúc. Lục Tầm thiếu chút nữa khóc. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Hắn không hề lớn hơn ta, còn chỉ là một lão sư cấp thấp, gọi là thúc. Trong lòng hắn bị ấm ức muốn nôn ra máu. Thế nào, cảm thấy không gọi được ra miệng sao? Trương đại sư và ta kết giao ngang hàng. Ta gọi hắn là huynh đệ. Ngươi không gọi là thúc, vậy gọi là gì? Một tát đánh vào trên đầu con trai, Lục Trầm đại sư gầm lên phẫn nộ. Nuôi cái thứ gì vậy? Dám động thủ với thúc thúc, thực sự không biết sống chết. May mà Trương đại sư rộng lượng, nếu không, ngày hôm nay cũng không cần về nhà nữa. Ta... Dẫy dụa vài lần, Lục Tầm khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự không có cách nào mở miệng. Xúc sinh nhà ngươi. Lục Trầm đại sư tức tới mức râu mép dựng thẳng lên, đang muốn tiếp tục quát mắng, lại bị Trương lão sư ở bên cạnh ngăn cản. Được rồi, Lục huynh. Hai tử nhất thời không nghĩ ra, không hiểu nổi, không có gì. Sau đó giáo dục thật tốt là được, ở trước mặt đông người như vậy đánh hắn, cũng không tốt lắm đâu. Trương Huyền khuyên can. Nói thật. Cái gọi là bối phận, hắn cũng không quá để ý. Chỉ có điều, mặt mũi của Lục Trầm đại sư vẫn phải cho. Từ khi hắn xuyên qua đến bây giờ, vị Lục đại sư này trợ giúp hắn rất lớn. Nếu không phải như vậy, Lục Tầm khiêu khích như vậy, hắn khẳng định sớm đã đánh người này thành đầu heo.
Đúng, Trương huynh đệ nói rất đúng. Lục đại sư gật đầu, lại đánh con trai một cái. Súc sinh nhà ngươi còn không mau cảm ơn Trương thúc thúc khoan dung độ lượng rộng lượng. Ta, Lục Tầm điên rồi, hắn lại nhìn về phía Trương Huyền, có loại cảm giác muốn phát điên. Đại ca, tốc độ ngươi tiến vào thân phận cũng quá nhanh đi. Hài tử, nhất thời không nghĩ ra. Ta là hài tử của ai chứ? Ngươi còn nhỏ hơn ta, nói đương nhiên như thế, không biết lấy tự tin ở đâu ra. Trong lòng hắn đau thương vô hạn, nhưng ở trước mặt phụ thân, lại không dám nói thừa. Hắn chỉ là đau thương, nhưng không biết đã có người ngất xỉu. Đó chính là bằng hữu tốt nhất của hắn, Vương Siêu. Vị Trương lão sư này đối với Vương Sùng có nửa nghĩa lão sư. Nói cách khác, cha hắn cũng là vãn bối. Cứ luận theo như vậy, hắn phải gọi là đám người Trịnh Dương là thúc. Trương, thúc thúc. Dầu dĩ hồi lâu, Lục Tầm cắn răng đứng dậy, hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo cảm giác lạnh lẽo. Người đánh giá sư giả thắng ta, muốn trở thành học đồ của ba danh sư, chỉ sợ cũng làm không được. Ngày hôm nay mất mặt như thế, đều bởi vì người này. Cho dù nể mặt phụ thân, gọi hắn là Trương thúc thúc, thật ra ở sâu trong lòng, hoàn toàn không có một chút tôn kính nào. A, hiền chất thế nào lại nói ra lời này? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Ngươi, biết đối phương gọi là, hiền chất, là cố ý, Lục Tầm tức thiếu chút nữa lại nôn ra máu. Toàn thân hắn lắc lư, cắn răng một cái. Muốn trở thành học đồ của danh sư, đầu tiên phải nắm giữ chứng nhận thân phận lão sư sao kim, hoặc thân phận lão sư cao cấp của công hội sư giả. Ngươi chỉ là một lão sư cấp thấp, trên thân phận lại không phù hợp yêu cầu. Lão sư chia ra làm, lão sư cấp thấp, lão sư cao cấp và lão sư sao kim. Muốn trở thành học đồ của danh sư, cơ bản đều là lão sư sao kim. Tệ nhất cũng đạt tới cao cấp, một lão sư cấp thấp nho nhỏ, trên thân phận lại không phù hợp yêu cầu. Cho dù ba đại danh sư thưởng thức ngươi lại như thế nào. Bọn họ làm danh sư, từng hành vi cử chỉ càng phải tuân thủ theo quy tắc, không thể trái lại. Điều này, Trương Huyền sửng sốt. Tiền thân vẫn luôn là thân phận lão sư cấp thấp, sau khi hắn sống lại, thời gian quá mức khẩn trương, cũng chưa kịp sát hạch cao cấp. Xem ra sau này phải tìm một cơ hội, thì một chút. Nếu không muốn trở thành danh sư, chỉ riêng trên thân phận lại có thể kẹp chết người. Danh sư làm chức nghiệp đỉnh phong nhất, nổi bật nhất trên thế giới này. Mỗi một bước đều cần đi một cách vững chắc, bằng không, một khi bị người điều tra ra, mất mặt là chuyện nhỏ, tất cả vinh dự đều sẽ bị đốt sạch. Trương lão sư, chúng ta lại gặp mặt. Lại ở thời điểm trong lòng hắn đang suy nghĩ khi nào đi sát hạch một chút, liền nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc trưởng lão của công hội sư giả không biết từ lúc nào đã đi qua. Hóa ra là Mạc trưởng lão. Đối với Mạc trưởng lão này, hắn vẫn rất có thiện cảm. Biết sai liền sửa, không giúp đỡ bằng hữu, không che chở thân tình, công bằng vô tư. Lần trước học tâm khảo vấn. Nếu không phải nhờ hắn, muốn làm cho thượng thần, thượng bân á khẩu không trả lời được, hắn thật đúng là làm không được. Trương lão sư, thật sự ngại quá, trong số lão sư xuất hiện loại người bại hoại như thượng thần, mang tới cho ngươi không ít phiền phức. Ngày đó ngươi đi rồi, ta lại báo lên tổng hội, cho tới bây giờ mới có kết quả. Đã khiến cho ngươi phải chờ lâu. Mạc trưởng lão khom người. Chương 308, Đại sư huynh 2. A, có kết quả, tốt. Trương Huyền gật đầu. Lần trước học tâm khảo vấn, Mạc trưởng lão chỉ tạm thời hủy bỏ thân phận chủ nhiệm phòng giáo dục của thượng thần và hủy bỏ chương trình học của thượng bân lão sư, cũng không có đưa ra phán quyết. Xử phạt của công hội sư giả nửa tháng chậm chạp chưa tới. Hắn vốn tưởng rằng sẽ không dự định xử phạt, không nghĩ tới là báo cáo chuyện này lên tổng hội. Công hội sư giả không biết cách nơi này bao xa, cho dù có công cụ đưa tin nhanh nhất, thông báo với vương quốc phong hào. Sau đó sẽ thông qua truyền tống trận của bọn họ lại đưa qua, cũng cần ít nhất thời gian nửa tháng. Hiện tại ta lại tuyên đọc kết quả của Tổng hội. Mạc lão sư gật đầu một cái, từ trong người lấy ra một cái cuộn giấy, nhẹ nhàng mở ra. Một ánh sáng từ giữa đài so đấu xông thẳng lên trời, soi sáng khắp nơi. Là văn kiện công hội của công hội sư giả. Văn kiện công hội, đó là cái gì? Vương quốc có các loại thánh chỉ, khẩu dụ, chiếu lệnh. Công hội sư giả là một trong những thế lực cấp bậc cao nhất của cả đại lục, cũng có thứ này. Chính là văn kiện của công hội này dùng để xử trí các loại chuyện như một ít lão sư vi phạm quy tắc, hoặc bổ nhiệm hội trưởng phân hội. Một khi tuyên đọc,
sẽ tự động ghi lại ở trong sách của công hội sư giả. Bất kể là người phân hội nào cũng có thể kiểm tra. Tự nhiên khiến cho công hội dùng ra văn kiện công hội, nói rõ bọn họ vô cùng coi trọng chuyện này. Đó là tất nhiên, ra sức đè ép một thiên tài, thậm chí là tồn tại có thể trở thành danh sư, công hội không coi trọng mới là lạ. Đúng vậy, muốn trách thì trách thượng thần này tìm nhầm người. Đáng đời. Nhìn thấy được thứ này, tất cả lão sư hiểu rõ tình hình đều âm thầm chấn động kinh ngạc. Văn kiện của công hội sư giả bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Hiện tại lấy ra, đủ thấy mức độ coi trọng đối với chuyện này. Xôn xao. Văn kiện công hội xuất hiện, tất cả lão sư, học sinh, thậm chí bao gồm cả ba đại danh sư đều đồng loạt đứng dậy, thần thái cung kính. Lão sư thượng thần của Hồng Thiên Học Viện tại Thiên Huyền Vương Quốc, thân là lão sư chủ nhiệm, mượn chức vụ ra sức chèn ép đối với các lão sư khác, vi phạm tôn chỉ của công hội. Hiện tại từ bỏ tư cách lão sư, vĩnh viễn không tuyển dụng. Ánh sáng lóe lên, một âm thanh uy nghiêm chậm rãi vang lên. Phù phù. Thượng thần trưởng lão đang ngồi ở trong đám người ngồi, chợt biến sắc, ngã xuống đất, mặt xám như cho tàn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, giúp tôn tử chút giận, biến thành kết quả này. Từ bỏ tư cách lão sư, vĩnh viễn không sử dụng, cũng lại đại biểu cho thân phận và địa vị của hắn bây giờ trực tiếp đổ nát, vương tử biến thành thứ dân. Lão sư thượng bân của Hồng Thiên Học Viện tại Thiên Huyền Vương Quốc, không thể đoàn kết với đồng sự, làm tấm gương sáng cho người khác, thu về và hủy bỏ tư cách lão sư 3 năm. Lão sư Tào Hùng vì đố sinh ngoan độc gây sự, từ bỏ tư cách lão sư, bất kỳ học viện nào không được tuyển dụng người này. Tiếp theo là xử phạt đối với thượng bân, Tào Hùng. Thu về và hủy bỏ tư cách lão sư 3 năm, cũng chẳng khác nào 3 năm không có cách nào dạy học. Vậy vẫn tính là tốt, chí ít 3 năm sau, có thể lại tiến vào học viện. Ra ra hắn thượng thần và Tào Hùng lại chẳng khác nào cả đời không có cơ hội. Nhất là Tào Hùng, bất kỳ học viện nào cũng không được tuyển dụng, biểu thị cho dù đi làm một người vệ sinh, cũng không cho phép. Một khi phát hiện, toàn bộ học viện đều sẽ bị công hội trừng phạt. Lão sư Trương Huyền của Hồng Thiên Học Viện tại Thiên Huyền Vương Quốc, tính tình thành khẩn, lấy đại cục làm trọng, chịu nhục, lại truyền thụ kiến thức, giáo dục cách làm người rất có thành tích, quả thật là tấm gương trong các lão sư. Đặc biệt thăng cấp làm lão sư sao kim. Bù! Tiếng văn kiện công hội kết thúc, ánh sáng dần dần biến mất. Vậy ta là lão sư sao kim. Trương Huyền chớp mắt, vốn đang cho rằng cần phải sát hạch cao cấp, sau đó lại nghĩ biện pháp thăng cấp. Hiện tại xem ra, căn bản không cần thiết, một tờ văn kiện của công hội sư giả lại hoàn toàn giải quyết vấn đề. Trương lão sư, chúc mừng. Mạc trưởng lão hưng phấn nhìn qua, vừa vuốt râu, vừa cười nói. Đã khiến Mạc trưởng lão phải phiền lòng. Trương Huyền khom người. Hắn biết cách xử quyết này khẳng định có công lao của Mạc trưởng lão. Trong lòng hắn có chút cảm kích. Khách khí rồi, ta lại chỉ tới tuyên bố quyết định của công hội, còn lại không quấy rầy nữa, từ biệt. Mạc trưởng lão nói xong liền ôm quyền, cười rời đi. Hắn vừa rời khỏi, xung quanh chợt yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Tầm đang đứng ở giữa. Ngươi không phải vừa kêu gào rầm rĩ người ta không có tư cách sao? Mạc trưởng lão thoáng cái lại đi đến trước mặt, tuyên bố quyết định của công hội sư giả, để cho Trương lão sư trở thành lão sư sao kim. Mặt mũi này bị đánh. Nói thật, tất cả mọi người cảm thấy đau. Nhìn về phía Lục Tầm, quả nhiên thấy sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, bộ dạng muốn chết. Trương đại sư, tiểu tử này từ nhỏ bị ta nuông chiều quen. Người đại nhân có đại lượng. Trong mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Trầm đại sư lắc đầu, muốn không đi quản, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, ôm quyền nhìn về phía Trương Huyền nói. Lục đại sư nói gì vậy? Trương Huyền mỉm cười. Hắn cũng chỉ là một lòng muốn trở thành danh sư học đồ, mới rối loạn thân phận tâm trí mà thôi. Ta sẽ không để ý tới. Vậy đa tạ. Thấy hắn không truy cứu, Lục Trầm vội vàng cảm kích ôm quyền. Không cần khách khí. Đúng rồi. Trương Huyền xoay đầu lại nhìn về phía ba danh sư trên vị trí chủ trì. Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư, tuy rằng gần đây biểu hiện của Lục Tầm không tốt lắm, nhưng ở trên giảng dạy học sinh còn có tài nghệ thật sự, không kém chút nào. Các ngươi xem ai muốn nhận học đồ, có thể suy tính tới hắn một chút. Ngươi, Lục Tầm ở bên cạnh đang buồn bực muốn chết, nghe hắn nói như thế, sắc mặt nhất thời đỏ lên, mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn sở dĩ muốn cùng Trương Huyền cạnh tranh, cũng bởi vì muốn cạnh tranh cơ hội bái nhập môn hạ của ba danh sư. Thế nào,
Trương lão sư trước mắt này rõ ràng thắng, ngược lại muốn thành toàn cho mình. Hơn nữa, người đây là thái độ gì? Đối phương lại là danh sư, người nói như vậy, sẽ không sợ bị đánh chết sao? Chấn động trong lòng hắn còn chưa có kết thúc, đã thấy ba sư đi ra, đứng ở trước mặt Trương Huyền đồng thời ôm quyền. Đại sư huynh, chương 309, nam nhân giống như thần một. Đại sư huynh, lưu sư bọn họ gọi Trương Huyền là đại sư huynh. Hắn chưa đến 20, ba danh sư nhỏ tuổi nhất cũng gần 6, 70 tuổi. Trời ạ, đây là lý luận từ đâu vậy? Không biết, nhưng, xem ra, ba danh sư không giống như giả vờ. Chẳng lẽ vị Trương lão sư này còn có thân phận lợi hại khác? Mọi người lại giống như bị sét đánh. Ngày hôm nay chấn động kinh ngạc quả thực giống như sóng chiều, hết đợt này tới đợt khác, hết sóng này tới sóng khác. Bọn họ cũng sắp không chịu nổi nữa. À, là trái tim không chịu nổi. Hắn là đại sư huynh của đám người lưu sư. Lẽ nào? Đồng tử co lại, Thẩm Truy bệ hạ nghĩ tới điều gì, thân thể run lên. Ba đại danh sư ở tại vương cung, cả ngày tiếp xúc, hắn biết bọn họ suy nghĩ điều gì. Một lòng muốn bái Dương Huyền làm lão sư. Hiện tại lại gọi là Trương Huyền là đại sư huynh, có ngốc cũng hiểu rõ một điểm. Trương Huyền lão sư là học sinh của Dương sư, hơn nữa còn là thân truyền. Hơi thở của hắn lập tức trở nên dồn dập. Dương sư có thể trợ giúp Thẩm Hồng gần chết đột phá, thủ đoạn cao, khiến cho người ta thán phục. Dựa theo cách nói của đám người lưu sư, sợ rằng ít nhất là một vị danh sư siêu cấp tam tinh, thậm chí ngoài tam tinh. Nhân vật như vậy, giống như thần long cửu thiên. Thấy đầu không thấy đuôi. Nói không chừng mấy ngày nữa lại biến mất, có muốn tìm cũng không tìm được. Trương Huyền là học sinh thân truyền của hắn, vậy dễ làm rồi. Hoàn toàn có thể thông qua cây cầu này, cột hắn vào trên chiến xa của Thiên Huyền Vương Quốc. Cho dù buộc không được loại đại năng này, đám người lưu sư ở chỗ này bái sư thành công, khẳng định cũng không có cách nào từ chối mình. Vương Quốc quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như khi vừa mới phát giác được thấp hơn một bối phận, còn có chút mất mặt, trong lòng phiền muộn, lúc này hai mắt hắn tự nhiên tỏa sáng, cảm thấy là một loại vinh hạnh. Bái Dương Huyền làm lão sư, Trương Huyền này trở thành danh sư chỉ là vấn đề thời gian. Đừng nói gọi là thúc thúc, cho dù gọi là gia gia, lại có là gì. Có thể làm người đứng đầu một nước, khiến vương quốc đứng sừng sững ở rừng thế giới, đã sớm học được chuyện sử dụng lợi ích đối đãi. Cái gọi là thân phận, bối phận, chỉ là một xưng hô mà thôi. Lại nói, đám người lưu sư vốn lại kết giao ngang hàng cùng tổ phụ Thẩm Hồng. Vị Trương Huyền này là đại sư huynh của bọn họ, xét cẩn thận, cho dù gọi là thúc thúc, cũng là buôn bán có lời, chiếm tiện nghi lớn gờ. Đại, sư huynh, đại sư huynh của ba danh sư sao? Đờ ra giống như mọi người, Lục Tầm chỉ cảm thấy miệng run rẩy, cũng không nói ra được điều gì. Sở dĩ hắn cố ý nhằm vào vị Trương lão sư này, chính là để tranh đoạt cơ hội bái nhập môn hạ của ba danh sư. Người ta chẳng những không quan tâm, còn là đại sư huynh của ba danh sư. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác giống như một thằng hề. Náo loạn lâu như vậy, đối phương hoàn toàn không để ý chút nào. Tùy tiện để lộ một thân phận, là có thể ép hắn gần chết. Thư họa tông sư, trà đạo đại sư, luyện đan sư chính thức nhiều luyện đan sư như vậy tới học viện trợ trận. Vương Siêu và hắn đều biết thân phận luyện đan sư của Trương Huyền, huynh đệ của phụ thân, sư huynh của ba danh sư. Bất kỳ một thân phận nào cũng có thể xông pha ở trong Thiên Huyền Vương Quốc. Lúc này tất cả tập trung ở trên người một lão sư không mấy chú ý của học viện. Dưới chấn động kinh ngạc mãnh liệt, khiến cho hắn hoàn toàn mơ hồ. Hắn vẫn tự nhận mình là một thiên tài siêu cấp, không mượn lực lượng của phụ thân, cũng có thể xông ra một mảnh thiên địa. Lúc này hắn mới phát hiện, cái hắn gọi là thiên phú vừa so sánh với đối phương, lại không tính là gì cả. Nói thật, hắn cũng bị đả kích có chút nghi ngờ nhân sinh. Hắn đang không biết làm sao, lại nghe bên tai có giọng nói của lưu sư vang lên. Lục lão sư đúng là long phượng trong loài người. Ban đầu khi ta ở Bắc Vũ Vương Quốc đã nghe nói tới. Lần này qua đây, quả thật có ý thu hắn làm học đồ. Nếu đại sư huynh mở miệng, Lục Tâm, người có bằng lòng bái nhập môn hạ của ta, trở thành học đồ của ta hay không? Lưu Lăng cười nhìn qua. Không thu được Trương Huyền. Có thể thu vị Lục Tầm này làm học đồ, cũng là một thu hoạch lớn. Lại nói, nhìn dáng vẻ đại sư huynh của mình có ý định hóa giải mâu thuẫn, hắn cũng lại cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Ta nguyện ý. Tỉnh táo lại, thân thể Lục Tầm run lên,
kích động tới mức toàn thân cứng đờ. Tất cả cố gắng đều vì cái này. Vốn tưởng rằng thua đánh giá, thua so tài sẽ không còn hy vọng. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, lại tới đột nhiên như vậy. Vậy, Trương Huyền, à, không, Trương Thúc, lão sư. Chỉ có điều hắn cũng biết, Lưu sư sở dĩ không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, nghe nói qua tên của hắn chỉ là một phần nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là nể mặt Trương lão sư. Mình đối với hắn như vậy, hắn còn có thể không để ý tới hiềm khích lúc trước, giới thiệu mình, hy vọng Lưu sư có thể thu làm môn hạ. Đây là lòng dạ thế nào? Siết chặt nắm đấm, mắt Lục Tầm nhất thời đỏ lên. Đây mới là phong độ lão sư nên có. Tầm nhi, sau này phải học hỏi Trương đại sư nhiều hơn một chút. Lục Trầm ở một bên cũng xúc động nói một tiếng. Từ trong miệng hoàng ngữ, hắn biết đứa con bất hiếu này đã mang đến cho đối phương bao nhiêu phiền phức. Nhưng đối phương một câu trách cứ cũng không có, ngược lại hỗ trợ giới thiệu con mình trở thành danh sư học đồ. Chỉ riêng tấm lòng rộng rãi này, lại không phải người bình thường nào cũng có thể có. Vâng. Lục Tầm gật đầu. Lúc này hắn mới phát hiện, dầu dĩ trước đó, cách làm trước đó buồn cười tới mức nào. Hắn còn nghĩ làm thế nào trở thành học đồ của ba danh sư, người ta đã thành đại sư huynh của đối phương. Còn nghĩ làm thế nào trở thành thư họa sư, người ta đã là tông sư. Còn nghĩ đột phá ích huyệt cảnh như thế nào, người ta đã là thông huyền cảnh đỉnh phong. Đây là chênh lệch, căn bản không có cách nào so sánh được. Trương lão sư, trước kia là ta hồ đồ, không biết tốt xấu. Mong Trương lão sư tha thứ. Biết sai có thể sửa, không gì tốt bằng. Hy vọng ngươi sau này cố gắng theo Lưu sư học tập, tranh thủ mau chóng trở thành một vị danh sư chân chính. Thấy hắn tỉnh ngộ, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Thật ra đối với Lục Tầm này, hắn không có quá nhiều ác ý. Căn cứ vào tin tức tiền thân được biết, người này từ khi tiến vào học viện tới nay, dạy dỗ không ít học viên lợi hại, gần như không có làm việc gì xấu, chỉ là tính cách quá mạnh mẽ. Một lòng muốn vượt qua phụ thân lợi hại, lúc này mới làm ra không ít chuyện sai lầm. Vâng. Lục Tầm giống như tiếp nhận giáo huấn, gật đầu. Ngay sau đó hắn đi vài bước đến trước mặt Lưu Lăng. Lưu sư, có thể khẩn cầu ngươi một việc hay không? Cứ nói đừng ngại. Lưu sư vuốt râu cười nói. Nhìn thấy được vị Lục Tầm này thật lòng thật ý hối cải, trong lòng hắn cũng vô cùng cao hứng. Mấy vị học sinh này của ta vì giúp ta giành thắng lợi. Dùng phong ma phá lực đan, có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mong rằng Lưu sư ra tay giải quyết. Lục Tầm quỳ rạp xuống đất. Lão sư. Siết chặt nắm đấm, viên mắt đám người Chu Hồng đều nhất thời đỏ lên. Chuyện này nói ra như vậy, nhất định sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của Lục lão sư. Nhưng vì tương lai của đám người mình y sau này, hắn vẫn vì việc nghĩa không hề chùn bước, lòng dạ vô tư. Phần tâm ý này, khiến người ta bội phục. Chương 310, nam nhân giống như thần hai. Trước đó, Mạc Hiểu còn muốn bái Trương Huyền làm sư, nhìn thấy được hắn làm như vậy, cũng vô cùng xúc động. Sau khi trầm tư một lát, hắn lại nhìn về phía Lục Tầm, trong lòng có quyết định mới. Lão sư lợi hại lựa chọn học sinh có thiên phú cũng muốn chọn lão sư. Trước đó muốn bái Trương Huyền, là bởi vì biểu hiện của Lục lão sư gần nhất có phần khiến cho hắn thất vọng. Nay nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Hắn biết Lục lão sư trước đây rong ruổi Hồng Thiên học viện, thiên hạ ngoài ta không còn ai lại trở về. Lòng dạ vô tư, có khả năng bất kể đến chỗ nào cũng giành được thắng lợi. Nhất thời, tâm tư bái nhập môn hạ của Trương Huyền cũng lại trở nên phai nhạt. Phong ma phá lực đan, đây là dược vật cứng rắn nâng cao tu vi đã bị nghiêm cấm dùng. Người dùng tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khiến lực lượng được tăng lên, nhưng độc tính còn sót lại của đan dược lại sẽ lắng đọng ở trong kinh mạch. Khiến tốc độ tu luyện của người ta càng ngày càng chậm lại, ảnh hưởng tới tiến bước sau này. Vì thắng lợi, dùng loại vật này, chẳng khác nào hủy đi tiền đồ của mấy hài tử này. Lục Tầm, người hồ đồ à? Lưu Lăng sửng sốt, lập tức lắc đầu. Vâng, ta biết sai rồi. Vẫn mong Lưu sư ra tay. Vẻ mặt Lục Tầm thành khẩn. Hắn cũng biết hậu quả khi dùng loại đan dược này. Nhưng trải qua mất mặt ngày hôm qua, hắn thật sự quá mong muốn chiến thắng. Vàng đỏ nhọ lòng son, do đó làm ra chuyện sai lầm. Phong ma phá lực đan là mạnh mẽ nâng cao tiềm lực của con người, lại giống như tiêu hao sinh mạng. Cho dù là ta, cũng không có cách nào giải quyết. Lưu Lăng thở dài. Nếu như loại dược vật tai họa ngầm này có thể giải quyết, ai không mua một chút ăn vào, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Cũng bởi vì không có cách nào, mới được gọi là dược vật cấm sử dụng.
cho dù hắn là danh sư, cũng bất lực. Không có cách nào giải quyết sao? Sắc mặt Lục Tầm nhất thời trắng bệch. Vốn tưởng rằng chỉ cần thành danh sư, liền có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại xem ra, hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Ngay cả Lưu sư cũng không giải quyết được, không phải có nghĩa là, vì ham muốn cá nhân của bản thân, hại đời của mấy người này sao? Tự trách mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn. Ngươi dùng phong ma phá lực đan. Lời nói chuyện của mấy người lọt vào trong tai của Trịnh Dương. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh bằng hữu tốt, vẻ mặt lo lắng nhìn qua. Đúng. Mạc Hiểu gật đầu. Ngươi. Trịnh Dương siết chặt nắm đấm. Hắn cũng nghe nói qua về phong ma phá lực đan. Người sau khi dùng, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng thêm. Sau đó lại muốn tiến bước nữa, sẽ rất khó. Tuyệt đối là thuốc đốt cháy giai đoạn. Người bằng hữu tốt này từ nhỏ cùng hắn lớn lên, giống như hắn nắm giữ chấp nhất tu luyện. Bảo hắn tận mắt nhìn thấy được đối phương tu luyện càng ngày càng chậm, dần phai mờ trong đám người, hắn tuyệt đối khó có thể chịu được. Trương lão sư, cầu xin lão sư mau ra tay cứu Mạc Hiểu. Cắn răng một cái, hắn đi tới trước mặt Trương Huyền, quỳ xuống. Ở trong lòng hắn, Trương lão sư không gì không làm được. Cho dù Lưu sư làm không được, hắn khẳng định vẫn làm được. Cứu hắn. Thấy học sinh mở miệng, Trương Huyền gật đầu. Được rồi. Vừa rồi, thời điểm đánh giá sư giả, đám người Mạc Hiểu vận dụng võ kỹ, hắn đã nhìn ra vấn đề. Phong ma phá lực đan lưu lại tai họa ngầm, là độc tính của thuốc lưu lại trong cơ thể. Đổi lại thành những người khác, cho dù là danh sư tam tinh, tứ tinh, cũng sẽ bất lực. Nhưng hắn lại khác. Chân khí thiên đạo, trong suốt giống như nước, những độc tính này tuy rằng lợi hại, chỉ cần rót chân khí vào bên trong, có thể rất dễ dàng loại trừ sạch sẽ. Ngay cả khí độc có thể tự do tránh né loại bỏ, cũng có thể áp chế. Một ít đan độc mà thôi, không tính là gì cả. Ngươi có thể cứu. Thấy hắn đáp ứng nhanh như vậy, đám người Lưu sư đều sửng sốt. Trương Huyền cũng không giải thích, bảo Mạc Hiểu đi tới trước mặt. Bàn tay chộp một cái, một dòng chân khí lập tức dọc theo kinh mạch của đối phương truyền vào bên trong. Thời gian không lâu, độc tính của thuốc lưu lại trong đó đã được giải quyết tất cả. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Mạc Hiểu kích động toàn thân run rẩy. Sau khi dùng đan dược, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể giống như là bị cái gì giam giữ. Mà giờ phút này, sự giam cầm này hoàn toàn biến mất. Trên phương diện tu luyện lại không có ràng buộc nữa. Cảm ơn Trương lão sư giúp ta giải quyết tai họa ngầm. Biết tác dụng phụ của phong ma phá lực đan hoàn toàn biến mất, Mạc Hiểu quỳ xuống. Giải quyết xong rồi. Lưu Lăng hình như có chút không dám tin tưởng, vội vàng đi tới, chân khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể đối phương. Liếc mắt thoáng nhìn, hắn cũng lập tức trợn tròn mắt. Là thật. Tai họa ngầm hắn cũng không giải quyết được. Trương lão sư trước mắt tiện tay đã giải quyết xong. Đây là năng lực gì? Thảo nào có thể được Dương sư nhìn chúng, trở thành đại sư huynh của đám người mình. Phần thủ đoạn này, cũng quá nghịch thiên. Lục Tầm cũng vội vàng nhìn qua. Một lát sau, hắn quỳ trước mặt Trương Huyền. Vẫn mong Trương Thúc Thúc ra tay trị liệu cho mấy người khác. Lần này hắn gọi, Trương Thúc Thúc, cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ sự chống đối nào. Ừ, cứu chữa mấy người này. Cũng không cần tốn quá nhiều công sức. Trương Huyền gật đầu, thời gian không lâu, tai họa ngầm của mấy người lại hoàn toàn giải quyết xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại chỉ có Chu Hồng cần phí chút công sức, trước đó hắn không có chiến đấu, không hình thành sách. Đành phải bảo hắn đánh một hồi quyền pháp, mới tìm ra chỗ mấu chốt. Nhìn vẻ mặt mấy học viên một lần nữa phấn chấn, tu luyện sau này không bị ảnh hưởng. Lục Tầm lại nhìn về phía vị Trương lão sư trước mắt này, thật tâm thật ý bội phục. Trên thế giới quả thật có một loại người, dù là cùng một khởi điểm với ngươi, cũng có trình độ khác. Bọn họ nhất định khiến ngươi phải ngước mắt nhìn theo, vĩnh viễn không có cách nào đuổi kịp. Rất rõ ràng, vị Trương lão sư này chính là loại người này. Nam nhân giống như thần. Lại ở thời điểm hắn bội phục không thôi, cảm thấy cả đời phải lấy vị thiên tài này làm mục tiêu đuổi kịp. Lại thấy vị nam nhân giống như thần này vẻ mặt tươi cười nhìn qua. Vậy, Lục lão sư, loại phong ma phá lực này ngươi còn nữa không? Hoặc, mua ở chỗ nào, có thể giúp ta mua mấy viên hay không? Có thể khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một bậc tu vi. Ăn thêm mấy viên, có thể khiến cho tu vi liên tiếp tăng mạnh hay không? Lục Tầm. Đám người Lưu Lăng. Chương 311, Minh Lý Cảnh 1.
Đương nhiên, Trương Huyền cũng biết điều này là không có khả năng. Trở thành luyện đan sư, hắn cũng biết đan dược lợi hại hơn nữa, ăn nhiều cũng sẽ có tính kháng thuốc, càng chưa nói loại đan dược này trực tiếp nâng cao tu vi. Giải quyết xong tai họa ngầm cho mấy người, hoàn toàn hóa giải mâu thuẫn cùng Lục Tầm, tất cả vui mừng, đang muốn tuyên bố cuộc thi đấu của học viên mới chính thức bắt đầu. Chỉ thấy vô số học viên lao lên, mỗi một người đều kích động hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Trương Huyền, giống như là sói đói nhìn thấy thực ăn. Trương lão sư, ta muốn bái nhập môn hạ của lão sư, có thể thu ta làm học sinh hay không? Cầu xin ngươi nhận lấy ta đi, ta không chỉ thiên phú tốt, còn có thể biết trải giường chiếu cùng với làm việc nhà. Ta thật ra vẫn sùng bái lão sư, cho dù không phải là học sinh chính thức, làm dự thính cũng tốt. Lão sư, nhà ta có tiền, chỉ cần thu ta làm học sinh, muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Tiền em gái người ấy. Cút sang một bên, Trương lão sư là người tham tiền sao? Nếu như phải, nhà ta cũng có rất nhiều tiền, thu ta làm học sinh đi. Đánh giá sư giả biểu hiện kinh diễm, tiện tay giải quyết vấn đề ba danh sư đều không giải quyết được, khiến cho tất cả học sinh ở đây đều phát điên, cũng không kìm chế được nữa, hận không thể lập tức bái sư. Trong nháy mắt, toàn bộ đài so đấu dâng lên thủy triều bái sư. Tất cả những chất vấn, nghi ngờ trước đó đều tiêu tan thành mây khói. Vô số học sinh phía sau tiếp phía trước, rất sợ bỏ lỡ cơ hội. Cũng không ít người hối hận muốn nhảy lầu, cảm thấy trước đây thế nào lại mắt mù, tin vào lời đồn đại, không sớm bái sư. Nếu như vừa nhập học đã bái sư, sợ rằng hiện tại ở trên đài phong cảnh vô hạn không phải là mấy người Trịnh Dương, mà là bọn họ. Phải biết rằng, kiểm tra nhập học, đám người Trịnh Dương cũng không lộ rõ tài năng. Đặc biệt là Viên Đào còn đứng ở vị trí cuối cùng. Nhưng bây giờ, cảnh tượng Viên Đào thoáng đụng vào, khiến Lục lão sư lui về phía sau hai bước, cùng hắn cứng rắn chống lại còn sợ sợ ở trước mắt, khiến cho vô số người bị kích động. Chỉ sau khi trải qua nửa tháng ngắn ngủi, từ loại người thứ nhất đếm ngược, miễn cưỡng nhập học, đến cứng rắn lay động cường giả ích huyệt cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin được. Điều này, Trương Huyền cũng bị dọa cho giật mình. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới những người này sẽ kích động như thế. Lão sư, thật là mở mày mở mặt. Cảnh tượng như vậy rơi ở trong mắt đám người Triệu Nhã. Mỗi một người siết chặt nắm đấm. Kể từ sau khi biết Lục Tầm muốn khiêu chiến Trương lão sư, trong ngực bọn họ vẫn nghẹn một hơi thở. Đó chính là giành lại vinh quang cho lão sư, giành lại vinh dự cho lão sư. Mà bây giờ, cuối cùng đã làm được. Sự ưu tú của Trương lão sư cuối cùng cũng được người hiểu được. Một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Dường như trong nháy mắt, bọn họ muốn nói cho tất cả mọi người biết, thậm chí ở trước mặt mọi người, kiêu ngạo nói một câu. Nhìn đi, người này là lão sư của ta. Trương Huyền. Ta đã có 5 học viên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tính lại thu học sinh. Chỉ có điều, nếu các ngươi nhiệt tình, như vậy đi, ta có thể giảng cho các ngươi một buổi kiến thức cơ sở về con đường tu luyện, có thể sẽ có giúp đỡ đối với các ngươi. Biết nếu thật sự thu nhiều học sinh như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ mệt sống mệt chết, Trương Huyền có chút do dự nghĩ đến một chủ ý, mở miệng nói. Dạy 5 học sinh cũng khiến cho hắn sắp táng ra bại sản, có phần muốn phát điên. Nhiều như vậy, ra ngoài xin cơm cũng nuôi không nổi. Không thu. Có thể nghe giảng một buổi cũng tốt. Thấy hắn không thu học sinh nữa, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ có điều nghe hắn muốn giảng bài một buổi, tất cả lại lộ ra vẻ kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể khiến cho đám người Trịnh Dương lại đột nhiên tăng mạnh, giảng bài làm sao có thể đơn giản được. Buổi học cơ sở này lại an bài vào buổi trưa mai. Địa điểm vẫn ở đây, ai muốn nghe, có thể qua sớm. Ngày hôm nay mọi người vẫn nên an tâm tiến hành cuộc thi đấu của học viên mới đi. Căn dặn một tiếng, trấn an mọi người xong, Trương Huyền rời khỏi đài so đấu. Không đi nữa, hắn thật sự sợ sẽ bị những học sinh điên cuồng này ăn sống mất. Lại nói, trọng điểm buổi diễn ngày hôm nay là cuộc thi đấu của học viên mới. Đánh giá sư giả chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hắn cũng không thể giọng khách hát giọng chủ, chim cưu chiếm tổ chim thước. Rời khỏi đài so đấu, vừa trở lại phòng học của mình, hắn liền nhìn thấy ba đại danh sư đi đến. Đại sư huynh, ba người đồng loạt ôm quyền. Ừ, mời ngồi, vừa vặn ta có việc làm phiền các ngươi. Trương Huyền mỉm cười. Đại sư huynh là học sinh thân truyền của Dương sư, chúng ta chỉ là học sinh giảng bài,
Làm sư huynh, có chuyện gì xin cứ việc phân phó là được. Nói làm phiền, chúng ta thật sự không dám nhận. Lưu Lăng lúng túng cười. Cùng là học sinh của một lão sư, có phân chia thân phận cao thấp. Bối phận đệ tử thân truyền tự động thăng cấp, cho dù tu vi thấp, tuổi còn nhỏ, học viên giảng bài cũng phải gọi là sư huynh. Chuyện sư huynh căn dặn, bọn họ tất nhiên phải chiếu theo đó đi làm. Là như vậy. Thấy bọn họ đáp ứng nhanh như vậy, Trương Huyền gật đầu, nói. Các ngươi cũng biết Dương Sư Vân du khắp nơi, không hỏi thế sự. Tuy rằng người thu ta làm đệ tử thân truyền, nhưng chỉ bảo ta học tập nhiều hơn, cũng không cho ta một thân phận thích hợp. Cho nên, ta muốn sát hạch danh sư, có khả năng còn cần làm phiền mấy vị. Thu mấy người này làm học sinh, chính là vì mục đích này. Dương Sư, nói không có thuận tiện, chỉ có thể để hắn nói. À, ta còn tưởng là chuyện gì, cái này đơn giản. Lưu Lăng cười. Chương 312, Minh Lý Cảnh 2. Muốn sát hạch danh sư, phải có thân phận danh sư học đồ. Dương Sư quy ẩn, không có tiện để lộ thân phận. Ba người chúng ta có thể làm thay. Nói xong, hắn lật cổ tay một cái, lấy ra một ngọc bài, đưa tới. Đây là ngọc phù thân phận có chứa khí thức của ba người chúng ta ở bên trong. Chỉ cần cầm ở trên người, lại đại biểu là danh sư học đồ được ba người chúng ta thử thách cũng như tán thành. Đại sư huynh chỉ cần nhỏ giọt máu vào trong nhận chủ, bất luận đi đến danh sư đường nơi nào, cũng sẽ được tán thành, do đó báo danh tham gia sát hạch danh sư. À, đơn giản như vậy sao? Tiện tay cầm ngọc bài qua, Trương Huyền có chút không dám tin tưởng. Vốn tưởng rằng rất phức tạp, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Trở thành học đồ trợ giáo dễ dàng, chỉ cần danh sư tán thành, lão sư sao kim, lão sư cao cấp bình thường đều có thể được. Nhưng muốn sát hạch danh sư, lại khó khăn. Lưu Lăng nói. À, vậy, làm thế nào mới có khả năng sát hạch danh sư? Lấy máu nhận chủ, Trương Huyền cất xong ngọc bài, không nhịn được hỏi. Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư, trong tàng thư khố cũng không có ghi chép tương tự. Tuy rằng mấy ngày qua giả mạo danh sư, nói thật, hắn ngay cả sát hạch thế nào, sát hạch ở chỗ nào, lại ù cạc cạc, một chữ cũng không biết. Sát hạch danh sư, phải có đầy đủ điều kiện bên ngoài và điều kiện bên trong. Điều kiện bên ngoài là, danh sư đề cử, thân phận học đồ trợ giáo, nắm giữ chí ít một loại thân phận chức nghiệp trợ giúp. Lưu Lăng giải thích. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Cái này trước đó hắn đã nghe nói tới, cũng không thấy kỳ quái. Điều kiện bên trong chỉ có hai cái. Lưu Lăng nói tiếp. Theo thứ tự là đạt được minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, đạt được tu vi thông huyền cảnh. Minh lý cảnh. Trương Huyền nhìn qua. Tâm cảnh đệ nhị trọng là tâm phẳng lặng như mặt nước, hắn đã sớm biết. Nhưng minh lý cảnh là cái gì? Lưu Lăng nói. Tâm cảnh là mỗi một người tu luyện thậm chí mỗi một loại chức nghiệp, đều phải không ngừng rèn luyện. Tâm phẳng lặng như mặt nước, chỉ là một cách gọi chung, biểu thị một người có thể khống chế tâm cảnh của mình, khiến cho tâm thần chăm chú vào một việc nào đó, không để hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Trương Huyền gật đầu. Hắn nói không sai, đám người Trần Tiêu đan sư, Mạnh Nham đan sư cũng bởi vì không đạt được loại cảnh giới này, luyện đan thời gian, thêm tâm tình tiêu cực thêm của mình ở trên tĩnh tâm đan, khiến cho đan dược chỉ tốt ở bề ngoài, mất đi công hiệu vốn có. Nếu như phân chia kỹ càng tỉ mỉ, cái tâm phẳng lặng như mặt nước cảnh này có thể chia ra làm hai. Một là phương hướng danh sư, một là phương hướng võ giả và những chức nghiệp khác. Vì sao phân chia như vậy? Rất đơn giản. Danh sư muốn đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, và những chức nghiệp khác đều khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao danh sư đặc biệt tôn quý như vậy. Tâm phẳng lặng như mặt nước của những chức nghiệp khác và võ giả, chỉ cần làm được tâm cảnh giống như một, không dao động là được. Tâm phẳng lặng như mặt nước của danh sư lại phải làm đến minh lý biện vật, phân biệt thật giả. Minh lý biện vật, phân biệt thật giả. Trong đầu Trương Huyền đầy sương mù. Không sai, nếu như không lý giải tốt. Trực tiếp chia làm hai loại lại đơn giản. Người bình thường tâm phẳng lặng như mặt nước, gọi là như nhất cảnh. Chỉ cần làm được chăm chú làm sự kiện nào đó là được. Tâm phẳng lặng như mặt nước của danh sư, gọi là minh lý cảnh, có thể nhận ra sự vật, điều tra trật tự của sự việc, tìm được chỗ vấn đề cốt lõi. Lưu Lăng nói. Nói cách khác, cùng đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, danh sư và người bình thường lại khác nhau. Chỉ có nắm giữ minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, mới có tư cách danh sư sát hạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một ít học viện cao cấp, có luyện đan lão sư, trà đạo lão sư, trận pháp lão sư, luyện khí lão sư.
những người này cũng không phải là danh sư. Nắm giữ chức nghiệp trợ giúp, có thể sát hạch danh sư. Điền lão là trà đạo đại sư, lại là lão sư của Bắc Phú Học Viện. Trước đó đã suy nghĩ, vì sao hắn không sát hạch danh sư. Hóa ra nguyên nhân ở chỗ này. Không có minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, là không có tư cách sát hạch. Vậy, tu luyện như thế nào mới có khả năng nắm giữ minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước? Hiểu rõ nhiều huyền bí như vậy, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Làm thế nào đạt được? Đám người Lưu Lăng, Trang Hiền liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Cái này không có cách nào tu luyện, là thiên phú. Người có tiềm lực danh sư, chỉ cần đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng, tự nhiên sẽ hợp lý biện vật, phân biệt thật giả. Cái đó giống như luyện đan sư phải có thể chất thuộc tính mộc. Không có cái này, cho dù tu luyện lại ngoan độc nữa, cũng vô dụng. Nói đơn giản một chút, nam nhân lợi hại hơn nữa, cho dù biết tất cả chức nghiệp trên đời, cũng sẽ không sinh con. Không có thiên phú, tu luyện nhiều hơn nữa, cũng chỉ là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, tự nhiên biết hợp lý biện vật, phân biệt thật giả. Trong lòng Trương Huyền thoáng, hồi hộp. Hắn đã sớm đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, thế nào lại không có loại cảm giác này? Minh lý cảnh, và như nhất cảnh có gì khác nhau? Sử dụng ví dụ đơn giản nhất mà nói, đạt được minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, người khác tu luyện võ kỹ, sẽ tự động phân tích ra trật tự chiêu số, trình tự, sau đó sẽ cân nhắc tu luyện như thế nào mới có khả năng đạt được hiệu quả tốt nhất. Tâm phẳng lặng như mặt nước bình thường, lại làm không được. Lưu Lăng nói. Danh sư đều thích tìm lão sư Sao Kim làm học đồ. Bởi vì có thể dựa vào năng lực của mình khiến cho học sinh cam tâm tình nguyện đi theo, nói rõ khẳng định có thiên phú như thế. Tự động phân tích trật tự trình tự của võ kỹ. Thân thể Trương Huyền run lên. Trời ạ, đồng dạng là tâm phẳng lặng như mặt nước. Hắn tại sao không có loại cảm giác này? Chẳng lẽ, hắn không thích hợp làm danh sư? Nếu thật sự như vậy, lại thành chứng hỏng rồi. Chương 313, không cần chơi người khác như vậy một. Thời gian sống lại không bao lâu, dung hợp linh hồn của tiền thân, Trương Huyền lại đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước cảnh. Cho tới nay, hắn đều dựa đồ thư quán kiểm tra chỗ thiếu hụt, tìm nơi xảy ra vấn đề, chưa bao giờ chú ý tới. Chẳng lẽ, tâm phẳng lặng như mặt nước của hắn không phải là minh lý cảnh? Nếu như không phải, lại không thể sát hạch danh sư. Có đồ thư quán lợi hại như vậy cũng sử dụng cái lông. Không biết điều này có phải là thật hay không? Trương Huyền cũng có phần muốn khóc. Chỉ có điều, rất nhanh hắn cũng hiểu được. Nhìn người khác tu luyện võ kỹ, đồ thư quán trực tiếp ra sách, theo bản năng lại sẽ đi nhìn. Đổi lại thành ai cũng không sẽ để ý tới cái gọi là trật tự, trình tự, rốt cuộc có hay không. Chỉ dựa vào điểm ấy là không phân biệt được. Vậy, làm thế nào mới có khả năng kiểm tra đo lường ra là minh lý cảnh hay là như nhất cảnh? Nghĩ vậy. Hắn không nhịn được hỏi. À, cái này thật ra rất đơn giản. Chỗ của ta có một khố văn lý thạch, nắm nó ở trong lòng bàn tay, điều chỉnh tâm cảnh đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước cảnh có thể. Phía trên biểu hiện chữ số, chính là minh lý cảnh. Không hiện bất kỳ số nào, chính là như nhất cảnh. Lưu Lăng lấy ra một khối đá màu xanh nhạt, mặt ngoài chi chít đầy các loại hoa văn, thoạt nhìn khiến người ta hoa cả mắt. Đương nhiên, cùng là minh lý cảnh, cũng có phân chia. Số càng lớn, cũng lại cho thấy thiên phú càng cao. Thông thường đạt được mức độ 3, có thể sát hạch danh sư nhất tinh. Đại sư huynh tuổi còn trẻ, lại có hiệu quả dạy học tốt như vậy, lại được Dương sư nhìn chúng, sợ rằng từ lâu đạt tới mức độ 4,5 thậm chí còn hơn. Mấy người chúng ta loại tiềm lực đã tiêu hao hết này còn xa mới có thể so sánh được. Nói đến đây, đám người Lưu Lăng nhìn về phía Trương Huyền trước mắt, trong mắt đầy hâm mộ. Mức độ tâm cảnh minh lý cảnh chính là tiêu chuẩn so sánh danh sư thiên tài. Mức độ càng cao, lý giải đối với sự vật cũng lại càng thấu triệt, sau này tiến bước cũng lại càng lớn. Mấy người bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng đạt được mà thôi. Mấy năm nay tuy rằng tu luyện không ngừng, tiềm lực lại tiêu hao hết. Cho dù thành tựu tông sư, có thể thông qua nhị tinh sát hạch hay không cũng còn khó nói. Vị trước mắt này, có thể được Dương sư nhìn chúng, khẳng định tiềm lực vô hạn. Theo bọn họ, trên mức độ tâm cảnh sợ rằng vượt qua 3, hoặc càng cao hơn. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới cam tâm tình nguyện gọi đối phương là đại sư huynh, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào. Cái văn lý thạch này, có thể đưa cho ta không? Vật này là lúc danh sư thu học đồ, kiểm nghiệm tiêu chuẩn, giống như cột đá đo lực,
chỗ của ta có vài khối, sư huynh muốn dùng, cứ cầm là được. Lưu Lăng mỉm cười. Chỉ có điều, đại sư huynh chỉ chừng ấy tuổi, chắc hẳn còn chưa có đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng, cũng không cần sốt ruột. Sau này lúc nào đạt được, lúc ấy kiểm tra là được. Ừ. Tiếp nhận văn lý thạch, Trương Huyền cúi đầu nhìn lại. Từng đường hoa văn phía trên tự nhiên hình thành, không có bất kỳ vết tích đục khắc nào, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt. Sau khi nhìn vào, dường như có thể nhìn thấy được tất cả bản chất của sự vật, từ trong đó tìm được căn nguyên. Đúng rồi, ở chỗ nào mới có khả năng sát hạch danh sư? Thu hồi văn lý thạch, Trương Huyền ngẩng đầu tiếp tục hỏi. Sát hạch danh sư tự nhiên phải ở danh sư đường, gần Thiên Huyền Vương quốc chính là phân bộ tại Thiên Vũ Vương quốc nhất đẳng. Trong đó có danh sư nhị tinh chấn giữ và phương tiện hoàn thiện. Đừng nói sát hạch nhất tinh, thậm chí ngay cả nhị tinh cũng có thể sát hạch. Lưu Lăng nói, sau này, tâm cảnh của sư huynh đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, có thể tới nơi đây thử xem. Chỉ cần có đầy đủ điều kiện là có thể báo danh. Được. Trương Huyền gật đầu. Tốt lắm, sư huynh, sau này có chuyện gì trực tiếp phân phó cho chúng ta là được. Ngày hôm nay lại cáo từ trước. Bốn người lại hàn huyên một hồi, sau đó đám người Lưu Lăng đứng dậy từ biệt. Thấy bọn họ rời đi, Trương Huyền lật cổ tay một cái. Văn lý thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thử một chút xem ta có minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước hay không. Thế giới này, trở thành danh sư mới có địa vị bất diệt, làm một chuyện gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều, cũng có thể khiến cho thiên đạo đồ thư quán có phát huy đường sống. Nếu như không có thiên phú như thế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đặt văn lý thạch ở trong lòng bàn tay, hai tay nắm chặt, tâm cảnh thoáng động, tự nhiên tiến vào cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng. Nhất thời toàn thân không buồn không vui, lại không lo lắng. Cảnh giới này có thể áp chế phiền muộn, nôn nóng của con người. Khiến người ta tỉnh táo nhất phân tích xử lý sự việc, là thứ người tu luyện nằm mơ cũng muốn có. Chỉ có điều, muốn đạt được cần lực tập trung vào sự tình đạt đến cực hạn mới được. Toàn bộ Hồng Thiên Học Viện, cũng chỉ có một mình viện trưởng làm được, đủ thấy độ khó của nó. Chính vì vậy, trước đây Thẩm Bích như nhìn thấy được Trương Huyền tự nhiên đạt được loại cảnh giới này, mới chấn động kinh ngạc thiếu chút nữa ngất đi. Ong! Đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng, văn lý thạch trong tay lắc lư một hồi, một hàng con số chậm rãi hiện lên. Nhìn thấy được có chữ số, lúc này Trương Huyền mới trấn tĩnh lại. Trước đó Lưu Lăng đã nói, như nhất cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, chắc chắn sẽ không hiện ra chữ số. Có chữ số, lại cho thấy là minh lý cảnh. Thực đúng là buồn lo vô cớ, hắn vẫn có thiên phú danh sư. Trước đó người khác thi triển võ kỹ. Hắn chưa bao giờ có cảm giác nhìn ra trật tự, trình tự. Hắn còn tưởng rằng mình không có thiên phú như thế, xem ra là quá lo lắng. Bất kể nói thế nào, hắn đều nắm giữ thiên đạo đồ thư quán tồn tại siêu cường, làm sao có thể ngay cả thiên phú danh sư nho nhỏ cũng không có được. Thở phào nhẹ nhõm, hắn mở bàn tay cầm văn lý thạch đưa lên, nhìn lại. Đạt đến 3, có thể sát hạch danh sư nhất tinh. Loại thiên tài như mình, theo lý thuyết thế nào cũng có 4, 5. Thậm chí 6, 7, 8, 9 vạch. Nếu không cũng không phù hợp với thân phận. Trong lòng hắn đắc ý, chữ số trên văn lý thạch cuối cùng cũng dừng lắc lư, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Thời điểm đang hưng phấn tưởng tượng tới sát hạch danh sư, đại triển thần uy, Trương Huyền lập tức nhìn thấy rõ ràng chữ số viết phía trên. Trong nháy mắt, đồng tử của hắn thiếu chút nữa lập tức rơi xuống, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Đây là, thật hay giả vậy? Da mặt hắn co giật, hắn cũng sắp khóc. Chỉ thấy trên văn lý thạch xuất hiện mấy con số khô khan, 0.1. Không cần chơi người như vậy chứ. Nghe Lưu Lăng giọng điệu, người khác đều là 3, 4. Thiên tài rất lợi hại 5, 6, 7 đều có. Ban đầu cho rằng mình cho dù không phải là thiên tài, mức sát hạch danh sư thấp nhất là 3, chắc hẳn cũng có. 0.1, là cái quỷ gì? Chương 314, không cần chơi người khác như vậy 2. Đại ca, người dám lại thấp hơn một chút nữa không? Ta không tin. Hắn khóc không ra nước mắt, lại đặt văn lý thạch ở trong lòng bàn tay. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm vào phía trên 0.09. Trương Huyền cảm giác trên mặt hình như bị người ta hung hăng tát một cái, khóe miệng không ngừng co giật. Trời ạ, thật đúng là dám thấp hơn à. Vẫn cho rằng mình là thiên tài siêu cấp, thiên tài trong thiên tài. Kết quả. Hiện thực này cũng thật sự quá mất mặt. Mức độ thấp như vậy, sát hạch danh sư,
Sát hạch cái búa à? Sợ rằng đi cạnh tranh học đồ, cũng sẽ bị người ta đuổi ra. Ta không tin. Liên tục thử vài lần, Trương Huyền rốt cuộc hiểu rõ, mức độ tâm cảnh này của hắn thấp đến mức khiến cho người ta giận sôi. Hơn nữa mỗi thử một lần, đều không gần như sẽ tiêu hao khoảng 0.01 vạch. Cho nên hiện tại, thấp xuống chỉ còn lại có 0.05. Chỉ có thể chờ lần sau gặp được Lưu Lăng bọn họ hỏi xem, có bí quyết nào tăng thêm mức độ tâm cảnh hay không. Nếu không, tâm cảnh thấp như vậy, cho dù muốn sát hạch danh sư, cũng chỉ là nói suông. Cố nén kích động muốn té xỉu, Trương Huyền tự an ủi mình. Hiện tại chỉ hy vọng danh sư Đường có bí quyết và phương pháp tu luyện tâm cảnh. Đến lúc đó mượn thiên đạo đồ thư quán, chỉnh lý ra bí tịch thiên đạo, sau đó nhanh chóng tiến bước, nhanh chóng trưởng thành. Nếu không, chỉ dựa vào mức độ hiện tại này, đừng nói danh sư, lão sư sao kim cũng không đủ tư cách. Đang suy tư mức độ tâm cảnh thấp như vậy, tóm lại phải làm thế nào, hắn liền nghe được bên ngoài phòng học vang lên tiếng gõ cửa. Trương Huyền lão sư ở đây không? Thẩm Truy bệ hạ. Nghe giọng nói, hắn nhận ra được, trực tiếp mở miệng. Mời vào. Két. Cửa phòng đẩy ra, hai người đi đến. Một người chính là Thẩm Truy bệ hạ, một người khác cũng là trung niên, hình dạng có phần anh tuấn. Nhìn kỹ, hắn và Triệu Nhã có vài phần tương tự. Trương lão sư, vị này chính là phụ thân của Triệu Nhã, Triệu Phong thành chủ, đặc biệt tới đây cảm ơn ngươi đã chiếu cố nữ nhi của hắn. Thẩm Truy bệ hạ hạ thấp phong thái. Mặc dù bây giờ đối phương còn không phải là danh sư, lại là thân truyền của Dương sư. Sư huynh của đám người Lưu sư. Trước mặt người như thế, cho dù là đứng đầu một nước, cũng không dám khinh thường. Tại hạ Triệu Phong, ra mắt Trương lão sư. Triệu Phong thành chủ tiến lên. Nếu là phụ thân của Triệu Nhã, vậy đừng có khách khí như vậy, ngồi đi. Trương Huyền bắt chuyện. Mấy ngày qua Trương lão sư chiếu cố tiểu nữ, ta đều đã nghe Diêu Hàn nói, thật sự vô cùng cảm kích. Ta biết với loại thân phận và năng lực này của Trương lão sư, cũng không thiếu kim tệ. Cho nên, mấy ngày qua đã đặc biệt phái người thu thập, vừa vặn nhận được một viên ngọc tinh minh lý, đưa cho lão sư xem như quà cảm ơn. Mấy người khách sáo một hồi, Triệu Phong thành chủ đưa tới một món khác. Ngọc tinh minh lý. Nhìn thứ đối phương đưa tới, vẻ mặt Trương Huyền nghi ngờ. Ngọc tinh minh lý lại giống như linh khí đối với người tu luyện, vỗ về hấp thu, chẳng những có thể khôi phục mức độ tâm cảnh tiêu hao, còn có thể thong thả tăng cường, là vật phẩm danh sư dùng để tu luyện tâm cảnh. Vô cùng chân quý. Toàn bộ Bạch Ngọc Thành ta có vô số khoáng mạch ngọc thạch, cũng chỉ tìm được một khối này. Triệu Phong thành chủ giải thích. Có thể tăng cường mức độ tâm cảnh sao? Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Thực đúng là buồn ngủ gặp manh chiếu. Vừa buồn rầu vì mức độ tâm cảnh quá thấp, không biết làm như thế nào cho phải, vị Triệu Phong thành chủ này lại đưa khối ngọc tinh minh lý này qua. Thật đúng là quá tốt. Vật chân quý như thế. Ta làm sao có thể không biết xấu hổ tiếp nhận được. Trương Huyền có chút xấu hổ. Toàn bộ Bạch Ngọc Thành cũng chỉ có một khối, đủ thấy mức độ chân quý, đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Đối phương đặc biệt tìm kiếm, xem ra cũng tốn không ít tâm tư. Ân tình của Trương lão sư đối với tiểu nữ, một khối ngọc tinh lại tính là cái gì? Triệu Phong thành chủ cung kính nói. Nhìn ra Triệu Nhã có thể chất đặc biệt, cũng trả cái giá lớn để hỗ trợ kích hoạt. Ân tình thật sự quá lớn, ngọc tinh minh lý tuy rằng chân quý, lại cũng không báo đáp được. Vậy thì cảm ơn, biết đối phương thật lòng thật ý muốn đưa đồ cho mình, không thu, ngược lại sẽ lo lắng, hơn nữa nó cũng vừa vặn có tác dụng, lúc này hắn gật đầu nhận lấy. Triệu Nhã là đệ tử của ta, chuyện chỉ điểm tu luyện cho nàng, để cho nàng nhanh chóng nâng cao, là bổn phận của ta, không phải giao dịch, cũng không cần báo đáp. Trương Huyền giơ tay ngăn lại. Chỉ có điều. Ta thật sự cần ngọc tinh minh lý. Như vậy đi, trước đây Triệu Nhã cho ta xem qua công pháp Bạch Ngọc Thành của các ngươi, ta sửa đổi một chút, hiện tại cho ngươi sao chép ra. Sau đó có thể chiếu theo đó tu luyện, coi như thù lao mua cái ngọc tinh minh lý này. Công pháp, sửa chữa, một chút. Triệu Phong, Thẩm Truy bệ hạ đồng thời mở to hai mắt nhìn, đầy nghi ngờ. Chương 315, chỉ điểm cho Triệu Phong 1. Mỗi một bộ công pháp đều từng trải vô số người tâm huyết và tìm tòi, mới có khả năng truyền thừa hậu thế. Không nói gì khác, chỉ nói bộ Bạch Ngọc Công Triệu Phong này đã truyền thừa không dưới 300 năm. Vô số tổ tiên đều luyện qua, nếu không phải Triệu Nhã thân là nữ tử không thích hợp, khẳng định cũng sẽ tu luyện cái này.
4 tuổi bắt đầu cảm ngộ linh khí, cho tới bây giờ, trở thành bá chủ một phương, thời gian Bạch Ngọc Công làm bạn với hắn đã hơn 40 năm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì. Trương lão sư này chưa đủ 20 tuổi lại còn nói sửa đổi một chút. Thật hay giả vậy? Sửa chữa công pháp, đây chính là lý giải đối với lực lượng, đạt được tông sư cảnh, khai tông lập phái mới có thể làm được. Cho nên, vừa nghe hắn nói như vậy, không chỉ Triệu Phong thành chủ, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng không tin. Lão tổ Thẩm Hồng tự nhiên đạt được tông sư cảnh, hiện tại còn không có cách nào sửa đổi một môn công pháp truyền thừa mấy trăm năm. Hắn, thật sự làm được sao? Nhìn ra được hai người nghi ngờ, Trương Huyền cũng không quá để ý, tiện tay lấy ra giấy bút, bắt đầu viết. Lần trước chỉnh lý công pháp mới để cho đám người Triệu Nhã tu luyện, bọn họ cũng bộ dạng như vậy, thái độ này. Hắn đã quen rồi. Thời gian không lâu, hắn lại viết ra một môn công pháp. Cái này. Tiếp nhận tờ giấy, Triệu Phong thành chủ cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên hắn phát hiện công pháp tu luyện ban đầu bị vị Trương lão sư này sửa đổi mấy chỗ. Chỉ có điều, sau khi xem xong, sắc mặt hắn càng lúc càng cổ quái. Có vấn đề gì sao? Thẩm Truy bệ hạ không nhịn được hỏi. Bệ hạ ngài xem. Triệu Phong đưa công pháp tới. Thẩm Truy tiện tay mở ra, nhìn một hồi, trong đầu đầy mơ hồ. Công pháp của ngươi trước đây từng tìm lão tổ đánh giá chỉ điểm qua, ta cũng đặc biệt xem qua, phát huy đại khí. Thay đổi như vậy, lại hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn có chỗ xung đột lẫn nhau. Thật sự có thể tu luyện sao? Hắn làm cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong, đứng đầu một nước, kiến thức rộng rãi. Nhìn bộ công pháp sửa đổi này, hắn vẫn có thể nhìn ra ưu khuyết điểm. Nếu thật sự dựa theo phía trên viết tu luyện, vài chỗ huyệt đạo tương khắc, kinh khí hỗn loạn, làm không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có thể tu luyện hay không, thử một chút thì biết. Nhìn ra được hai người nghi ngờ, Trương Huyền cũng không tức giận. Ta tin tưởng Trương lão sư. Triệu thành chủ có chút do dự, gật đầu. Tuy rằng Bạch Ngọc Công trước mắt này, bị sửa đổi có phần cổ quái hiếm lạ, khiến người ta không suy nghĩ rõ ràng được, nhưng hắn tin tưởng vào vị Trương lão sư trước mắt này. Có thể liếc mắt nhìn ra nữ nhi có thể chất thuần âm, nửa tháng ngắn ngủi khiến bốn người học sinh khác nắm giữ tiến bộ lớn như vậy. Bất kể năng lực quan sát hay chỉ điểm đối với tu luyện, hắn đều không thể so sánh. Nghĩ vậy, Triệu thành chủ theo chỗ sửa đổi ghi lại, khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức tu luyện. Vù vù vù. Dựa theo hắn tập ngưng thần tĩnh khí, linh khí chung quanh lập tức tập trung lại, dọc theo lỗ chân lông tiến vào thân thể. Vừa tu luyện, cũng để cho người ta nhìn ra được thực lực của hắn, thông huyền cảnh hậu kỳ. Úc 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 úc. Thời gian tu luyện không dài, gương mặt Triệu thành chủ vốn hồng hào trở nên trắng bệch, không ngừng đổ mồ hôi, thân thể không nhịn được khẽ run lên. Đây là... Nhìn thấy được bộ dáng của hắn, Thẩm Truy bệ hạ không nhịn được nhìn qua. Trương lão sư, hắn có phải tu luyện sai hay không? Hơi thở dồn dập, tinh thần tự do bất ổn. Đây là... dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Bình thường tu luyện, linh khí tiến vào trong cơ thể được rèn luyện thành chân khí, sẽ càng lúc càng thoải mái. Nhưng Triệu thành chủ trước mắt, toàn thân run rẩy, giống như có một lực lượng kỳ quái muốn phá thể lao ra, cũng có phần không áp chế được. Rõ ràng là xảy ra vấn đề. Thông huyền cảnh không giống tụ tức cảnh, đan điền cảnh. Một khi tẩu hỏa nhập ma, vậy sẽ không phải là chuyện nhỏ. Nhẹ thì tu vi toàn bộ bị phế bỏ, nặng thì bị mất mạng ngay tại chỗ. Lại không có khả năng cứu chữa được. Đừng có gấp, nếu như Triệu thành chủ cảm thấy không thích hợp, sẽ dừng lại. Không trả lời câu hỏi của hắn, Trương Huyền mỉm cười, thần thái tự nhiên. Điều này, cũng đúng. Triệu thành tu luyện chính là nhiều năm như vậy, không phải học viên mới vừa vào học viện, cái gì cũng không hiểu, lão sư nói cái gì là cái đó, chỉ biết mù quáng tu luyện. Nếu hắn thật sự cảm thấy không thích hợp, khẳng định sẽ dừng lại. Hiểu rõ điểm ấy, tâm tình Thẩm Truy bệ hạ có phần thả lỏng, chỉ có điều vẫn cau mày. Hắn đã nhìn qua chỗ Trương lão sư này thay đổi, so với Bạch Ngọc Công Triệu thành chủ tu luyện hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí cũng có không thiếu chỗ ngược lại, tu luyện như vậy. Lẽ nào, thật sự có thể làm được? Phải biết rằng, sửa chữa công pháp lung tung đây chính là... sẽ chết người. Hơn nữa, Triệu thành chủ có phải quá lỗ mãng hay không? Tuy rằng Trương lão sư từng sửa chữa, lại không nhận được cân nhắc và nghiệm chứng. Trực tiếp tu luyện như vậy không sợ thật sự sẽ luyện ra vấn đề sao? Phụt! Đang suy nghĩ miên man, chợt thấy sắc mặt Triệu thành chủ càng trở nên khó coi hơn, không thể tiếp tục kìm chế được.
một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Triệu thành chủ, thấy hắn nôn ra máu, Thẩm Truy bệ hạ đang định nâng dậy. Hắn còn chưa có nhúc nhích, lại nghe tiếng của Trương lão sư chậm rãi vang lên. Đừng có gấp, tạm thời nhìn thử máu hắn phun ra. Chương 316, chỉ điểm cho Triệu Phong 2. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy máu trên mặt đất hiện lên màu đỏ sậm, so với máu bình thường màu đỏ tươi, hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt Thẩm Truy bệ hạ thoáng ngưng trọng. Phun ra máu khác với máu bình thường, có ngốc hắn cũng ý thức được điểm không bình thường. Hắn đang rầu rĩ, có nên hỏi thăm một chút hay không, lại thấy Triệu thành chủ cách đó không xa, sau khi nôn ra hết máu, khí tức toàn thân trong nháy mắt tập trung đến đỉnh điểm. Ầm ầm, một tiếng động giống như tiếng nổ mạnh vang lên, toàn thân hắn giống như thay đổi, khí tức bay thẳng lên, lực lượng cũng càng lúc càng lớn mạnh. Thông huyền cảnh, đỉnh phong, đột phá sao? Đồng tử của Thẩm Truy bệ hạ co lại. Nhìn loại tình huống này, có ngốc cũng biết Triệu thành chủ nhận được lợi ích cực lớn. Tu vi từ thông huyền cảnh hậu kỳ, đạt tới đỉnh phong. Mặc dù chỉ là một cấp bậc nhỏ, nhưng có thể hoàn thành ở thời gian ngắn như vậy, đủ để nói rõ vấn đề. Công pháp sau khi được Trương lão sư sửa chữa, là nghịch thiên tới mức nào? Công pháp này, trong lòng thoáng động, không nhịn được hắn muốn cầm lấy công pháp vừa rồi, nghiên cứu một lần nữa. Chợt thấy Trương Huyền tiện tay cầm lên, nhẹ nhàng ném một cái. Phần phật, vài tờ giấy lại rơi xuống trong lò lửa cách đó không xa, bị thiêu đốt thành cho bụi. Thẩm Truy bệ hạ càng lúc càng hồ đồ. Làm quốc vương của một nước, hắn vẫn tự nhận mình thông tuệ hơn người. Nhưng hôm nay thấy được các loại hành động của Trương lão sư, hắn cảm giác mình giống như kẻ ngu si, hoàn toàn không hiểu nổi. Nói sửa chữa công pháp cho đối phương, sau khi đổi xong hắn nhìn, hoàn toàn thay đổi, chỉ tốt ở bề ngoài. Kết quả, lại công pháp như vậy, khiến cho Triệu thành chủ dừng lại ở thông huyền cảnh hậu kỳ nhiều năm, trong nháy mắt đột phá. Đã có công hiệu như vậy, bộ công pháp này chắc hẳn là rất chân quý mới phải. Nhưng, lại bị hắn lập tức thiêu hủy. Người cũng đã sửa lại cho người khác, tự nhiên là hy vọng hắn sau này cố gắng tu luyện, tại sao lại muốn hủy? Không hổ danh là đệ tử của Dương Sư, hành vi cao thâm khó dò. Trong lòng hắn không nghĩ ra, lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Dương Sư. Nói thật, hành động của vị Dương Sư này càng kỳ quái hơn, nhưng lại có hiệu quả khác thường. Vị Trương Huyền này không hổ danh là thân truyền của hắn, tự nhiên cũng có loại phong độ này. Cảm ơn Trương Lão Sư. Đang xúc động, hắn lại thấy Triệu thành chủ cách đó không xa đã dừng tu luyện, lại nhìn về phía Trương Lão Sư cách đó không xa, vẻ mặt cung kính. Ngươi biết rồi. Trương Huyền mở miệng. Vâng, ta biết. Triệu thành chủ gật đầu. Tốt lắm, ngươi có thể đi. Trương Huyền khoát tay áo. Ừ. Triệu thành chủ gật đầu, lui về phía sau, ra ngoài, tự nhiên hoàn toàn không cầm bí tịch mới vừa bị thiêu hủy. Này. Nhìn thấy được hai người người sau còn cổ quái hơn người trước, lời nói ra càng làm cho người ta không thể hiểu rõ, Thẩm Truy bệ hạ không tiện hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Trương lão sư, ta cũng cáo từ trước. Nói xong hắn vội vàng đuổi theo. Đi ra khỏi lớp học, hắn liền nhìn thấy Triệu thành chủ đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía chỗ gian phòng của Trương lão sư, tràn ngập sự bội phục và nghiêm trọng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thẩm Truy bệ hạ không nhịn được hỏi. Hai người kia đánh đố, sắp khiến cho hắn choáng váng. Vừa rồi Trương lão sư sửa chữa công pháp cho ta, bệ hạ cũng nhìn thấy, có cảm giác gì? Triệu thành chủ không trực tiếp trả lời, mà là hỏi. Ta cảm thấy, sự đổi lung tung, khiến người ta nhìn không hiểu. Do dự một chút, Thẩm Truy bệ hạ nói ra ngọn nguồn suy nghĩ trong lòng mình. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy được Triệu thành chủ dựa theo công pháp đã sửa lại tu luyện sau đó đột phá, nhưng vừa nghĩ tới nội dung trong đó, hắn vẫn cảm thấy có điểm không hợp nhau, có cái gì đó không đúng. Không sai, thật sự lung tung. Nói thật, đó là Trương lão sư cố ý sửa sai. Triệu thành chủ gật đầu. Cố ý sửa sai. Thẩm Truy bệ hạ muốn hôn mê. Người biết sai, vẫn tu luyện. Công pháp sai không có khả năng là trò đùa, rất dễ dàng luyện thành tẩu hỏa nhập ma. Biết rõ sai vẫn tu luyện. Hai người này rốt cuộc dở trò quỷ gì. Hơn nữa, nếu là sai, người làm sao có thể đột phá đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chương 317, sách thiên đạo thượng 1. Công pháp của Triệu gia chúng ta, đại khai đại hợp, phát huy đại khí, về điểm ấy nói vậy bệ hạ cũng biết,
Thấy đối phương không hiểu, Triệu Phong thành chủ cũng không che nấp, mở miệng nói. Đúng vậy. Thẩm Truy bệ hạ gật đầu. Thật ra rất nhiều năm trước, hai nhà Thẩm, Triệu vốn là bằng hữu, cùng nhau đánh xuống Thiên Huyền Vương quốc. Một bên trấn thủ Giang Sơn, một bên trấn thủ Tài Phú. Chính vì nguyên nhân như vậy, hai nhà mấy đời qua lại thân thiết, thậm chí công pháp cũng không có giấu giếm. Đối với Bạch Ngọc Công của Triệu gia, Thẩm Truy bệ hạ từ nhỏ đã tiếp xúc, hết sức quen thuộc. Trong đó lực lượng mạnh mẽ, khí tức mười phần, không thích hợp cho những nữ tử như Triệu Nhã tu luyện. Triệu Phong thành chủ tiếp tục nói. Từ khi Thiên Huyền Vương quốc thành lập, Triệu gia ta vẫn trấn thủ Ngọc Thành, thậm chí đổi tên nó thành Bạch Ngọc, đời đời tiếp xúc cùng Ngọc. Dựa theo đạo lý, Ngọc nuôi dưỡng người, người nuôi dưỡng Ngọc, có thể khiến cho tu luyện càng thêm nhanh chóng, tốc độ càng cao hơn. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, Ngọc thuộc tính lạnh, tiếp xúc một hai khối còn tốt, tiếp xúc nhiều, đối với Bạch Ngọc Công có tính nóng của chúng ta, có trùng kích và tổn thương cực lớn. Vừa mới bắt đầu vẫn nhìn không thấy, nhưng nóng lạnh tương khắc lâu, ở bên trong thân thể sẽ hình thành một loại tai họa ngầm đặc biệt, dựa theo máu, từng thế hệ truyền thừa xuống. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy, ta vẫn dừng lại ở thông huyền cảnh hậu kỳ, không có cách nào đột phá. Triệu Phong thành chủ năm đó thiên phú không thể thao kém Triệu Nhã, được gọi là thiếu niên thiên tài, khoảng chừng 20 tuổi lại đạt được thông huyền cảnh, danh tiếng chấn động nhất thời. Đáng tiếc, sau khi đạt được thông huyền cảnh hậu kỳ lại không có cách nào tinh tiến. Hơn 10 năm trôi qua, hoàn toàn không có chút tiến triển nào. Hắn vốn tưởng rằng là do tiềm lực đào hết, không nghĩ tới là do cả ngày ở cùng một chỗ với Ngọc, tổ tông lưu truyền xuống tai họa ngầm. Trương lão sư nhìn ra được vấn đề này, cố ý sửa sai Bạch Ngọc Công, khiến cho nó nóng lạnh kết giao, lực lượng hỗn tạp. Như vậy, tai họa ngầm lưu lại trong cơ thể ta đã bị hoàn toàn tiêu trừ. Không có tai họa ngầm, lại thêm tích lũy nhiều năm như vậy, lúc này mới một lần hành động đột phá, trùng kích thông huyền cảnh đỉnh phong thành công. Triệu Phong vừa nói, trong mắt bên lộ ra vẻ bội phục. Chỉ nhìn công pháp một lần, biết chỗ ở Bạch Ngọc Thành của mình, lại suy tính ra những điều này. Lý giải của vị Trương lão sư này đối với công pháp, tu luyện, cho dù không phải tông sư, khẳng định cũng không kém bao xa. Nếu giải quyết tai họa ngầm, vậy công pháp? Thẩm Truy bệ hạ còn có chút nghi ngờ. Bệ hạ có phải muốn hỏi, vì sao phải thiêu hủy công pháp đúng không? Triệu Phong thành chủ mỉm cười. Công pháp này vốn chính là sai, mục đích là để giúp ta giải trừ tai họa ngầm. Hiện tại tai họa ngầm đã tiêu trừ, tiếp tục tu luyện tiếp, sợ rằng sẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Trương lão sư trực tiếp thiêu hủy, ý là đã có thể quên hết thứ này, không cần lại tiếp tục tu luyện nữa. Thì ra là thế. Lúc này Thẩm Truy bệ hạ mới hiểu được, trong lòng kinh hãi. Đối phương nói đơn giản, thật ra hắn biết, khẳng định không dễ dàng. Một môn công pháp truyền thừa qua mấy trăm năm, vô số tiền bối cũng từng cân nhắc qua. Chỉ dựa vào sửa đổi một ít pháp môn vận chuyển chân khí, lại loại bỏ tai họa ngầm lắng đọng qua nhiều thế hệ. Loại năng lực này đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Tuyệt đối là cấp bậc khủng khiếp. Sợ rằng ba danh sư cũng không làm được điểm ấy. Phụ thân, bệ hạ, sao mọi người lại ở đây? Đang khiếp sợ, hắn lại nghe được tiếng của Triệu Nhã vang lên. Chỉ thấy mấy thiếu nam thiếu nữ ngày hôm nay gây ra náo động lớn, đã đi tới. À, phụ thân thăm hỏi Trương lão sư của con một chút. Triệu Phong gật đầu. Các con không phải tham gia cuộc thi đấu của học viên mới sao? Thế nào? So tài trước đó là đánh giá sư giả. Muốn xác định thứ tự trong số học viên mới, chỉ có thi đấu. Cuộc thi đấu còn chưa bắt đầu, sao bọn họ đã trở lại? Chúng con bây giờ như vậy, cho dù muốn đánh nhau, ai dám so tài? Triệu Nhã mở hai tay ra. À, cũng đúng. Hai người Triệu Phong cười gượng. Bất kể Triệu Nhã, Trịnh Dương hay Viên Đào, ngay cả cường giả ích huyệt cảnh cũng có thể cứng rắn lay động, so với lão sư bình thường còn mạnh mẽ hơn. Ai còn dám với so tài với bọn họ? Sợ rằng vừa nhìn thấy đã nhận thua. Lại nói, đều có thực lực như vậy, cái gọi là cuộc thi đấu của học viên mới cho dù là quán quân, cũng không có bất kỳ vinh dự nào đáng nói. Còn không bằng lại rời khỏi đó. Đúng rồi, phụ thân. Phụ thân nhìn thấy Trương lão sư sao? Có cần con giới thiệu một chút hay không? Thấy hai người đứng ở cửa, Triệu Nhã không nhịn được nói. Ta đã gặp Trương lão sư của các con. Nói đến đây, Triệu Phong nhìn về phía nữ nhi. Tiểu Nhã, có thể bái nhập môn hạ của Trương lão sư là vận may của con.
Sau này nhất định phải cố gắng nghe lời, không thể thường xuyên nổi nóng giống như ở nhà. Vâng. Triệu Nhã gật đầu. Còn nữa, Trương lão sư là giao long trên trời, sợ rằng sẽ không ở lại Thiên Huyền Vương quốc được bao lâu. Nếu như hắn muốn con theo, nhất định phải nắm chặt cơ hội, không thể buông tay. Nếu không, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Những lời này, Triệu Phong đổi thành truyền âm, ánh mắt lộ ra sự chờ đợi nồng đậm. Có thể, cứu mẫu thân con ra, chỉ có hắn, mới có thể giúp con làm được. Vâng. Triệu Nhã siết chặt nắm đấm. Xem thử cái ngọc tinh minh lý sử dụng thế nào. Chỉ điểm cho Triệu Phong, chỉ là nể mặt Triệu Nhã, không tính là gì cả. Hai người vừa rời khỏi, Trương Huyền lại không nghĩ nhiều nữa, cúi đầu nhìn về phía ngọc thạch trong lòng bàn tay. Theo lý thuyết, hắn có thiên đạo đồ thư quán, có thể dễ dàng nhìn ra vấn đề và chỗ thiếu hụt trong tu luyện của người khác. Cho dù không có minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, cũng không có vấn đề gì. Nhưng có thiên phú như thế, đồng thời đạt được mức độ 3, mới có tư cách sát hạch danh sư. Không có thân phận danh sư, chỉ dựa vào ngụy trang, chung quy là không thể lâu dài. Cái này giống như lái xe kiếp, không có bằng lái xe, cho dù là tay đua xe, ra đường cũng sẽ lo lắng, sợ bị bắt. Chương 318, sách thiên đạo thượng 2. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, danh sư đường có rất nhiều sách. Nếu muốn đi vào xem, tăng lên nhanh hơn, thân phận trên mặt này nhất định phải có. Hấp thu. Tinh thần thoáng động, tâm cảnh lại tiến vào đệ nhị cảnh. Quả nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay có một luồng mát lạnh dũng mãnh tràn vào toàn thân. Hao tổn mức độ tâm cảnh trước đó đang thong thả khôi phục. Thật sự có hiệu quả. Cảm nhận được thân thể biến hóa, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Hắn tiếp tục chìm đắm trong đó, tham lam hấp thu năng lượng trong ngọc tinh minh lý. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cảm thấy hao tổn mức độ tâm cảnh trước đó đã hoàn toàn khôi phục, một lần nữa đạt được khoảng 0.1. Chỉ có điều, sau khi khôi phục lại 0.1, lại không có cách nào hấp thu nữa. Hình như đã no đủ, không có cách nào chứa tiếp. Xem ra không có công pháp tu luyện, có thứ này cũng chỉ uổng công. Không có công pháp tu luyện, lại không cách nào khiến cho tu vi thăng cấp. Không có cách nào hấp thu, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Tu luyện liên quan tới linh khí và chân khí, giống như nước chảy, từ cao về phía thấp. Muốn cho tình hình ngược lại, cần phải mượn các loại phương pháp. Công pháp tu luyện chính là một trong số đó. Ngọc tinh minh lý tuy rằng có thể trợ giúp người ta tăng trưởng mức độ tâm cảnh, không có pháp quyết tu luyện tương xứng, đối với hắn hiện tại mà nói, đều vô nghĩa giống nhau. Thôi đi, tạm thời không nghiên cứu nữa, xem sách màu vàng. Biết dầu dĩ cũng vô dụng, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía quyển sách màu vàng ở bên trong đồ thư quán này. Thời điểm mấy tên tiểu tử kia lấy lại danh dự cho hắn, nó xuất hiện, hắn vẫn chưa kịp quan sát. Lúc này vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, hắn có thể lại nghiên cứu một chút. Trong lòng hắn thoáng động, quyển sách đi tới trước mắt. Giống như trước đây, chỉ có một trang trắng. Rốt cuộc có phải khiến cho người ta cảm kích mới xuất hiện hay không, còn phải đợi nghiên cứu. Chỉ là, thứ này rốt cuộc sử dụng thế nào? Nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mắt, trong lòng Trương Huyền tràn ngập nghi ngờ. Lần trước lúc nghiên cứu, sách biến mất, hắn rơi vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, kiến thức bên trong đồ thư quán liền tiến vào trong đầu, biến thành thứ của mình. Chẳng lẽ thứ thoạt nhìn rất lợi hại chói mắt, chỉ có một điểm tác dụng như vậy thôi sao? Mà nếu quả không phải, một chút dấu vết đều không có, càng không có gợi ý. Cho dù là hắn, cũng càng xem càng hồ đồ. Sử dụng thiên đạo đồ thư quán xem thử. Nghiên cứu cả buổi, trước sau không hiểu rõ, trong lòng hắn thoáng động, một ý nghĩ xuất hiện. Hắn nghiên cứu không ra, nhưng đồ thư quán thì sao? Lại giống như khí độc trước đó, hiện tại, hình như còn chưa có cái gì thứ thần khí nghịch thiên này phân tích không ra chỗ thiếu hụt. Chỉ có điều, sách màu vàng này ở trong đầu mình, tuy rằng thoạt nhìn cầm ở trong tay, trên thực tế lại là dùng linh hồn cảm ứng, không phải thực thể chạm đến được. Cũng không biết ở dưới loại tình huống này, có thể hình thành sách hay không. Chỗ thiếu hụt. Nắm chặt sách, tinh thần hắn cảm ứng. Nhìn xung quanh một chút, quả nhiên giống như dự đoán, ý thức chạm đến, không có cách nào kiểm tra ra chỗ thiếu hụt. Chỉ có thể sử dụng biện pháp đoán sai ngu ngốc. Thử một hồi lâu không có chút tiến triển nào, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là cười gượng. Phương pháp kia không có tác dụng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đoán. Hắn lấy ra một quyển sách trắng, cầm lấy giấy bút viết ở phía trên.
Tác dụng của sách màu vàng, chỉ có thể chuyển hóa kiến thức của đồ thư quán thành của ký chủ. Ong! Trong đầu hình thành một quyển sách tương đồng, mở ra vừa nhìn, quả nhiên viết rõ chỗ thiếu hụt. Chuyển hóa kiến thức chỉ là một trong những năng lực, không phải là duy nhất. Thật sự còn có tác dụng khác. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Đã nói sách lợi hại như vậy, làm sao có thể chỉ có một tác dụng chuyển hóa kiến thức? Quả nhiên còn có tác dụng khác. Chỉ có điều, rốt cuộc còn có tác dụng gì, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán. Tên của quyển sách này gọi là sách màu vàng. Do dự một hồi, Trương Huyền tiếp tục viết. Rất nhanh, khuyết điểm xuất hiện. Sách màu vàng là tên sai. Quyển sách là sách thiên đạo. Sách thiên đạo, thật là cái tên khí phách, nhưng, chỉ khí phách cũng vô dụng, phải biết nó có tác dụng gì mới được. Trương Huyền nhăn mày lại. Đã biết một tác dụng trong đó là chuyển hóa kiến thức. Vậy tác dụng thứ hai là cái gì? Có thể chuyển hóa ra công pháp tu luyện nâng cao mức độ tâm cảnh hay không? Đang suy nghĩ nên thử nghiệm như thế nào, một ý nghĩ xuất hiện. Nửa ngày nay hắn vẫn rầu rĩ về mức độ tâm cảnh. Nếu sách thiên đạo này rất lợi hại như vậy, có thể sinh ra thành một bộ công pháp nâng cao khắc độ hay không? Đang miên man suy nghĩ, còn chưa kịp có động tác, chỉ thấy sách trước mắt lắc lư kịch liệt một hồi, biến thành một luồng ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ đồ thư quán. Bù! Lần này không có hôn mê, thời gian không lâu đã khôi phục lại. Hắn vội vàng nhìn lại, giống như trước đây, sách màu vàng còn ở đó, chính là trang trắng trong đó lại một lần nữa biến mất không thấy. Chẳng lẽ, thật sự hình thành công pháp khiến cho mức độ tâm cảnh nâng cao? Vừa rồi chỉ nghĩ làm thế nào để cho tâm cảnh nâng cao, trang sách màu vàng lại tiêu hao mất. Có thể thật sự giống như hắn chờ đợi, đồ thư quán đã có bí kỹ tu luyện mức độ tâm cảnh hay không? Nghĩ vậy, trong lòng hắn nóng như lửa, vội vàng tìm kiếm ở xung quanh. Chương 319, sách thiên đạo hạ 1. Tìm hồi lâu, hắn bất đắc dĩ phát hiện, bên trong đồ thư quán vẫn là những quyển sách này, căn bản không có thêm thứ gì, cũng không có cái gọi là công pháp. Lẽ nào biến mất một cách uổng phí? Trương Huyền vô cùng lúng túng. Nếu thật sự là như vậy, hắn cũng chỉ có thể khóc. Không nói tới tác dụng khác, chỉ nói khiến cho biến kiến thức bên trong đồ thư quán biến thành mình, cũng đã rất lợi hại. Dù sao, tích góp sách trong toàn bộ tàng thư khố của một vương quốc, nếu như có thể hoàn toàn biến thành kiến thức của mình, cho dù không có lý luận quá cao thâm, cũng sẽ hiểu rõ hơn nhiều về rất nhiều chức nghiệp. Kết quả, cái gì cũng không có tác dụng, lại cứ thế không còn. Có cần hãm hại như thế hay không? Hoàn toàn không từ bỏ ý định, lại tìm kiếm nửa ngày, trước sau không tìm ra được cái gọi là bí tịch công pháp. Trương Huyền không thể làm gì khác hơn, trong lòng đầy buồn bực rời khỏi đồ thư quán. Ý thức vừa rời khỏi, hắn liền nghe được có tiếng bàn luận truyền vào lỗ tai. Ta cảm thấy Trương lão sư không phải đang tu luyện. Không phải tu luyện vậy đang làm gì? Mắt nhắm chặt, một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ đang ngủ? Nếu như là tu luyện, xung quanh phải có linh khí tập trung. Nhưng bây giờ một chút cũng hoàn toàn không có. Không phải tu luyện, không phải ngủ, chẳng lẽ Trương lão sư? Trương lão sư đừng đi. Ta không muốn xa lão sư. Còn chưa kịp nói, đã bị người béo mập ôm lấy, ngay sau đó bị lắc tới đầu choáng mắt hoa. Đừng đi, đi em gái người ấy. Ta chỉ là đưa ý thức tiến vào đồ thư quán quá mức chăm chú, không chú ý tới bên ngoài mà thôi. Thế nào đến trong miệng ngươi lại giống như đã qua đời. Trên trán Trương Huyền đầy vạch đen, thiếu chút nữa nổ tung. Im lặng, quát lạnh một tiếng, Trương Huyền mở mắt. À, Trương lão sư không chết, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng lão sư có giấc mộng tiên du. Nhìn thấy được sắc mặt Trương lão sư dần dần xanh mét, giọng nói của Viên Đào càng lúc càng nhỏ. Vừa rồi mấy người tiến vào lớp học, chỉ thấy Trương lão sư ngồi ở trên ghế mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích. Ban đầu còn tưởng rằng hắn nghỉ ngơi, không mấy lưu ý. Nhưng đợi hơn 10 phút, không ngờ không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí gọi vài tiếng cũng không có động tĩnh, lúc này bọn họ mới hoảng hốt. Mỗi một người sốt ruột vây quanh. Lúc này mới xuất hiện cảnh tượng vừa rồi. Đang muốn dạy dỗ Viên Đào kẻ ngu ngốc nói không giữ miệng này, lại thấy Trịnh Dương đi tới. Lão sư, Vương Siêu lão sư và Vương Sùng đại sư đã chờ ở ngoài cửa nửa ngày. Lão sư có muốn gặp hay không? Vương Siêu, Vương Sùng, để cho bọn họ vào đi. Trương Huyền khoát tay áo. Vương Sùng dắt đứa con bất hiếu Vương Siêu bái kiến Trương lão sư. Vừa vào cửa,
Vương Sùng lại hạ thấp tư thái. Trương Huyền biết hắn nhất định là tới xin lỗi cho con trai, nên cũng không nói thêm điều gì. Tuy rằng vị Vương Siêu này nhiều lần nhắm vào mình, nhưng không có tạo thành ảnh hưởng mang tính thực chất. Thật sự nói trắng ra, bản chất của hắn không xấu. Sở dĩ hắn khắp nơi nhằm vào mình, là ra mặt thay cho bằng hữu tốt. Ngay cả Lục Tầm còn có thể tha thứ, người này hắn tất nhiên không coi vào đâu. Về phần Vương Siêu vốn đang có sự thù địch, nghe được Trương Huyền cho phép Vương Sùng truyền thụ thương pháp thiên đạo cho mình, lập tức kích động toàn thân run rẩy. Thương pháp thiên đạo cường đại, trước đó ở vị trí chủ trì hắn đã nhìn thấy rõ ràng, tâm tư ngứa ngáy khó chịu. Nhận được cho phép học tập, oán khí của hắn đối với vị Trương lão sư này đều hóa thành bội phục và cảm kích. Hai người rời đi, đám người Vương Hoàng tộc trưởng, Bạch Minh tộc trưởng lại đều tới thăm hỏi. Tiếp theo, đám người Triệu Nhã trợn mắt há hốc mồm, nhìn viện trưởng, Điền lão, Âu Dương hội trưởng, Thẩm Bích Như lão sư, Hàn Quỳnh lão sư. Trước đó phòng học hẻo lánh chật hẹp, ngay cả một bóng quỷ cũng chưa từng thấy tới, dường như lại biến thành trung tâm của toàn bộ học viện. Mỗi một người thân phận rất cao, nhân vật ở trong Thiên Huyền học viện hô phong hoán vũ, tất cả đều đã chạy tới bái kiến. Trương Huyền chán ghét phải ứng phó những điều này, chỉ có điều người ta đặc biệt qua, lại không thể đuổi đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì. Chỉ có điều, may là những người này hình như đều biết hắn có chút không thích, tất cả không ở lại bao lâu liền cáo từ. Trương Huyền, người có phải muốn rời khỏi Hồng Thiên học viện hay không? Thẩm Bích Như tiến đến cuối cùng, đợi một hồi, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi. Ban đầu, nàng làm đệ nhất mỹ nữ của học viện, giảng bài tốt, hào quang vô hạn, cùng loại lão sư cấp thấp có tiếng xấu này không có bất kỳ kết giao nào. Ai biết Trương Huyền đột ngột xuất hiện lực lượng mới, thời gian ngắn ngủi chưa tới 20 ngày, lại đánh ra danh tiếng lớn như vậy, trở thành sư huynh của ba đại danh sư. Tiền đồ vô lượng như vậy, loại địa phương nhỏ như Hồng Thiên học viện này, khẳng định lại cũng dung nạp không được. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ càng chạy càng xa. Hiểu rõ những điều này, trong lòng nàng có chút chua xót. Hai người mặc dù chỉ là quan hệ đồng nghiệp, nhưng người thanh niên trước mắt này lại là người đầu tiên khiến cho nàng hiếu kỳ và chú ý. Hắn rời đi như vậy, nàng ít nhiều có chút không muốn. Ừ, không biết suy nghĩ rối bời trong lòng của nàng, Trương Huyền gật đầu. Sở dĩ hắn ở lại học viện, là bởi vì mấy học viên này. Hiện tại bọn họ đều trưởng thành, mình cũng lấy được tư cách lão sư sao kim và thân phận học đồ, thực lực càng đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong. Cũng nên ra ngoài đi lòng vòng xung quanh xem thử. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hắn muốn mau chóng giải quyết khí độc trong người. Nếu không, cứ mang theo quả bom hẹn giờ, đổi lại thành ai cũng sẽ khó chịu, cũng không muốn vừa sống lại không bao lâu, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống mới, lại chết đi. Vậy, ngươi muốn đi đâu, Bắc Phủ Vương quốc sao? Nghe được hắn xác nhận, Thẩm Bích Như không nhịn được hỏi. Tuy rằng nàng cảm thấy không muốn, nhưng cũng biết, người thanh niên trước mắt này thiên tài như thế, sau đó giữa chênh lệch hai người sẽ càng lúc càng lớn, cùng xuất hiện càng lúc càng nhỏ, lại không có khả năng gặp nhau. Cuối cùng là người của hai thế giới khác nhau. Không phải, ta muốn đi Thiên Vũ Vương quốc. Trương Huyền nói. Hồng Liên Sơn Mạch ở Thiên Vũ Vương quốc vô cùng có khả năng nắm giữ độc điện. Nếu rời khỏi Thiên Huyền, hắn tự nhiên phải đi tới đầu tiên, tìm kiếm một chút. Thiên Vũ Vương quốc nhất đẳng. Xa như vậy sao? Thẩm Bích Như sửng sốt. Hai vương quốc tuy nói là ngay sát, trên thực tế lại cách xa không dưới mấy vạn cây số. Ngươi làm sao qua được? Chương 320, sách thiên đạo hạ 2. Ta cũng đang suy nghĩ. Trương Huyền do dự. Thông qua nhìn sách địa lý trong tàng thư khố, biết vị trí đại lục này diện tích bao la, không biết rốt cuộc rộng tới mức nào. Đối phương nói không sai. Thiên Vũ Vương quốc tuy rằng nói là gần sát Thiên Huyền, trên thực tế lại cách xa nhau không dưới mấy vạn cây số. Cho dù là tuấn mã nhanh nhất, không tốn thời gian mấy tháng, cũng đừng mong đến được. Nếu không phải xa như vậy, loại địa phương nhỏ như Thiên Huyền này, khẳng định đã sớm bị quốc gia cường đại nhét vào trong bản đồ, làm sao có thể để mặc cho nó tồn tại độc lập. Vậy ngươi có suy tính thế nào? Đi tới thú đường cưỡi thú ngồi không phải được rồi sao? Hàn Quỳnh ở bên cạnh duỗi người, cười khanh khách nói chen vào. Thú đường, thú ngồi. Thú đường là tồn tại giống như công hội luyện đan sư, công hội luyện khí sư, cũng gọi là công hội thuần thú sư, do thuần thú sư liên hợp hình thành tổ chức. Bọn họ thuần phục vô số man thú bay để cho người ta xem là phương tiện đi lại, cũng được gọi là thú ngồi,
tốc độ nhanh, có thể ngày đi vạn dặm. Ở đây cách Thiên Vũ Vương quốc tuy rằng xa, nhưng đổi lại thành thú ngồi, thời gian cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Hàn Quỳnh nói. À, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Đây chẳng phải giống như máy bay kiếp trước sao? Hàn Quỳnh, không biết không nên nói bậy. Thẩm Bích Như trừng mắt với bằng hữu tốt. Nàng nói loại thú ngồi tia này là tốc độ nhanh nhất. Mỗi một con, có người nói đều nắm giữ thực lực cấp bậc tông sư. Toàn bộ thú đường cũng chỉ có một con, chỉ có danh sư thân phận rất cao, hoặc thuần thú sư chính thức mới có tư cách cưỡi. Những con chúng ta bình thường cưỡi, tốc độ rất chậm. Một ngày có thể bay 1-2-3 nghìn cây số, đã xem như là không tệ. Ừ, Trầm lão sư nói không sai, thú ngồi tia chớp quả thật không phải người nào cũng có thể cưỡi. Cho dù là danh sư học đồ, cũng không có tư cách. Hàn Quỳnh gật đầu. Trương Huyền gật đầu đồng ý. Nếu tốc độ nhanh như vậy, người nào cũng có thể cưỡi, cũng lại không lộ ra đặc quyền. Hắn không dây dưa vấn đề này, tiếp tục hỏi. Thiên Huyền Vương quốc có thú đường sao? Ở Vương Thành hắn đã thấy qua công hội luyện đan sư, công hội luyện khí sư, công hội sư giả. Nhưng vẫn chưa từng nghe nói qua thú đường. Mặc dù sau khi sống lại, ở Vương Thành đi lại trong thời gian không lâu, nhưng tiền thân đã sinh ra lớn lên ở chỗ này. Nếu quả thật có, khẳng định đã sớm nghe nói tới. Làm sao có thể kiến thức nông cạn, tin tức gì cũng chưa từng nghe qua. Đúng là có thú đường, chỉ có điều, không ở Vương Thành, mà là ở trong dãy núi cách đây không xa. Thẩm Bích Như khẽ cười. Người cũng biết, man thú thích cuộc sống không bị gò bó. Núi rừng mới là môi trường bọn chúng sinh tồn. Nếu như thú đường xây dựng ở trong Vương Thành, cả ngày có man thú bay tới bay lui, không ít người sợ rằng cũng sẽ sợ tới hỏng mất. Cũng đúng. Trương Huyền gật đầu. Man thú hung bạo mạnh mẽ. Nếu như không có môi trường đủ lớn, cứ nuôi nhốt ở trong lồng, sợ rằng cũng không sống nổi được mấy ngày. Cái này giống như các loại thỏ rừng, lợn rừng rất khó nuôi trong nhà. Thế nào, muốn đi tìm thú đường sao? Có cần ta dẫn ngươi qua đó không? Ta lại đi qua nhiều lần. Đối với vị trí của thú đường ta biết rất rõ ràng, cũng có người quen ở đó. Ta dẫn ngươi qua, có lẽ có thể giúp ngươi tìm được man thú bay tốt nhất. Hàn Quỳnh lão sư mỉm cười. Hừ, nhìn thấy được bằng hữu tốt trắng trợn nói như vậy, Thẩm Bích Như nhíu mày. Trương lão sư, đừng nghe nàng nói bậy, nếu ngươi thật sự muốn đi thú đường, ta ngược lại có thể dẫn ngươi qua. Có khả năng còn phải làm phiền Trầm lão sư. Đối với vị Hàn lão sư giống như yêu tinh này, Trương Huyền cũng có chút đau đầu, không nhịn được ôm quyền. So với nàng, hắn vẫn cảm thấy đi cùng Trầm lão sư vẫn tương đối thoải mái hơn. Lại nói, bất kể nói thế nào, hai người cũng coi như tương đối quen thuộc. Được, Thẩm Bích Như gật đầu. Vậy chúng ta khi nào xuất phát, ta còn chuẩn bị trước một chút. Ngày mai ta có một buổi giảng bài, giảng xong ta sẽ đi. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Vấn đề khí độc trong cơ thể, càng sớm giải quyết càng tốt. Nếu quyết định sẽ rời khỏi, cũng không cần phải rầu rĩ. Được rồi, ta đi chuẩn bị trước. Trầm lão sư gật đầu, cùng Hàn Quỳnh hai người quay người rời đi. Vừa rời khỏi lớp học, Thẩm Bích Như không nhịn được nhìn về phía Hàn Quỳnh bên cạnh. Hàn lão sư, nàng sẽ không phải thật sự có ý với Trương lão sư chứ? Ta! Hàn Quỳnh cười khanh khách nhìn qua. Lời này đáng lẽ phải là ta hỏi nàng chứ? Vừa rồi ta chỉ là thử xem nàng rốt cuộc phản ứng thế nào. Không nghĩ tới, nàng trực tiếp đáp ứng muốn dẫn hắn đi. Hi hi, đây không phải là chuyện vị Trầm đại hoa khôi của học viện chúng ta, mỹ nhân băng sơn đáng lẽ sẽ làm. Ta, gương mặt Thẩm Bích Như đỏ lên. Ta biết nàng có khả năng có thiện cảm với hắn. Nói thật, nam nhân ưu tú như vậy, ai cũng thích. Chỉ có điều, Hàn Quỳnh lắc đầu. Lại không có ngả ngớn như trước nữa. Trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo sự nghiêm túc. Nắm giữ thực lực và thiên phú, còn có thể không để ý tới được mất, ẩn nhẫn lâu như vậy. Chỉ cần không ngã xuống, sớm muộn sẽ một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, chấn động thiên hạ. Người như thế, chúng ta không xứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 320.